khi mà mình mơ ấy thì lúc mà mình nhớ được hoặc là mình hình dung ra được mình đang mơ ấy thì lúc đấy ấy, nó nằm ở giữa cái giấc mơ rồi. Tức là lúc đầu cái giấc mơ như nào mình không có biết, mình không bao giờ mình biết được lúc đầu giấc mơ như nào hết. Nhưng mà giữa cái giấc mơ ấy thì lúc đấy thì mình bắt đầu mình có một cái trí nhớ ngắn hạn. Đấy, mình sẽ có thể là nhớ một chút về cái giấc mơ đấy của mình. Nhưng khi mà mình nhớ là những cái hình ảnh làm sao ạ? Nó nằm giữa cái giấc mơ ở cái câu chuyện nó đã bắt đầu rồi. Đúng không ạ? Đấy. Và đây là cái lý thuyết về giấc mơ. Và Mitroni khi mà họ ra đời ấy, họ cũng đưa cái lý thuyết này vào, đó là gì ạ? Chúng ta giống như là đang nằm trong một giấc mơ. Chúng ta đang trong một cái giấc mơ về cái trí tưởng tượng của mình. Đó. Và có một con AI nó gọi là Dream, nó gọi là DreamX.io. Thì cái con AI đấy nó cũng là take to image, tức là gì ạ? Mình tạo ra giấc mơ của mình. Đó. Và giữa cái hành trình đó chính là cái lúc mà chúng ta nhận ra hoặc là chúng ta đang nhìn thấy những cái hình ảnh ở trong giấc mơ. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh trong giấc mơ ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh vô cùng là lạ lẫm, độc đáo, có thể là những cái tòa lâu đài rất là đẹp này, rồi những con quái vật này rất là lạ này, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái trí tưởng tượng của mình. Đó. Vì vậy nó gọi là Mid-Journey, nó là như vậy. Ở giữa cái cuộc hành trình, giữa cái giấc mơ. Đấy, và chúng ta hãy coi như là chúng ta đang bắt đầu một cái cuộc hành trình đi vào trong giấc mơ của mình, được không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những cái câu lệnh, những cái gọi là cơ bản nhất để mà chúng ta tạo ra một cái câu lệnh dành cho Mitroni. Thì prompt nó là câu lệnh dùng trong Mitroni hoặc là lời nhắc anh chị em nhé. Chúng ta có thể dùng từ câu lệnh hoặc là dùng lời nhắc, nhưng nó vẫn là prompt, đúng không ạ? Rồi, về cấu tạo của một cái prompt cơ bản đó là gì ạ? Chúng ta dùng cái dấu xược này, xong chữ image này, imagine này, xong rồi chữ prompt này. Sau đó là chúng ta mô tả cái gì ạ? Cái hình ảnh mà chúng ta muốn để tạo ra. Thì nó gọi là text prompt, tức là gì ạ? Câu lệnh bằng chữ. Dạ. Rồi, nâng cao hơn nữa thì chúng ta sẽ có những câu lệnh như là gì ạ? Là image. Đó, chúng ta có thể đưa thêm hình ảnh vào đây là câu lệnh hình ảnh. Nó gọi là câu lệnh hình ảnh hay lời nhắc hình ảnh. Được chưa ạ? Đấy, hình ảnh thì chúng ta có thể đưa 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình, 5 hình, 6 hình, 7 hình, 8 hình, 9 hình, 10 hình. Đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để tăng cái mức quan trọng của cái hình đó. Ví dụ như là hôm nay có anh chị em nào đó muốn hỏi là làm sao để sử dụng cái hình ảnh của mình mà theo cái phong cách là mosaic ấy. Thì mosaic nó là một cái phong cách mà khảm những cái mảnh sành lên cái bức tranh. Đó. Thì đấy là cái câu lệnh hình ảnh. Tiếp theo nữa là gì ạ? Là câu lệnh chữ. Câu lệnh chữ, được chưa ạ? Tiếp theo là đến các cái dạng các cái tham số gọi là parameter. Parameter là những cái tham số, ví dụ như là chất lượng này, ví dụ như là phiên bản này, ví dụ như là sheet này, ví dụ như là styline này, ví dụ như là chaos này. Đó, thì những cái đó là cái gì và công dụng nó ra sao thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi để chúng ta chúng ta luyện tập, chúng ta học tập, được không anh em? Rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có một số lưu ý về những cái câu lệnh prompt như sau. Thứ nhất về độ dài. Thì độ dài thì chúng ta có thể là gì ạ? Có thể rất ngắn. Có một từ đơn lẻ thôi là chúng ta đã có thể là gì ạ? Là tạo ra được một bức tranh rồi. Thậm chí nhá, anh chị em tưởng tượng là thậm chí chỉ cần một cái biểu tượng thôi. Tức là chỉ có một cái biểu tượng cảm xúc thôi là chúng ta đã có thể tạo ra một cái hình ảnh rồi. Được không ạ? Đấy. Câu lệnh rất ngắn hoặc là rất dài thì nó phụ thuộc vào cái gì ạ? Cái mong muốn của mình. Được chưa ạ? Cái mong muốn, cái mô tả hình ảnh của mình. Mình càng mô tả hình ảnh càng chi tiết, càng rõ ràng, càng đơn giản thì nó lại càng tạo ra cho mình cái hình ảnh gần đúng với cái mong muốn của mình, với cái tưởng tượng của mình. Còn nếu như mà câu lệnh mà ngắn quá thì AI nó bắt buộc nó phải tự suy luận và tự đưa vào thôi. Được chưa ạ? Và Huy cũng có đến đoạn cuối hoặc ngày mai thì Huy sẽ có những cái công cụ để giúp anh chị em chỉ cần đưa vào một cái từ khóa thôi thì AI nó sẽ tự đưa ra cái câu lệnh gợi ý cho anh chị em.
Ví dụ như là Huy chỉ đưa từ khóa là con khỉ thôi, thì lập tức nó sẽ mô tả cho các loại con khỉ khác nhau, rồi các cái hình dáng khác nhau. Đấy, anh chị em có muốn biết cái công cụ đấy không ạ? Đấy, công cụ này mới hoàn toàn, kể cả anh chị em khóa trước cũng chưa có luôn. Mới luôn, mới đưa vào luôn. Được chưa ạ? Đấy, thậm chí là anh chị em mà đã sở hữu cái cuốn sách này cũng chưa có luôn. Chưa đưa vào luôn, chưa kịp đưa vào trong cuốn sách luôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Cập nhật liên tục. Đấy, rồi. Ngữ pháp. Đấy, ngữ pháp. Cái câu lệnh thì nó có thể ngắn, có thể dài. Tuy nhiên anh chị em lưu ý đó là chúng ta không nên quá lan man. Đấy, quá dài. Đấy vậy. Miss Johnny thì không hiểu ngữ pháp anh chị em ạ. Đấy, ví dụ như là tôi nhìn thấy một con ngựa nó đang chạy trên thảo nguyên. Ở bên trên con ngựa có một người đang ngồi. Người đang ngồi này thì mặc áo màu hồng, rồi lông thú, rồi các thứ. Thì những cái từ nối ấy, là nó không có hiểu. Nó không có hiểu những từ nối. Cho nên chúng ta chỉ cần đưa vào những cái từ khóa, những keyword, ví dụ con ngựa, thảo nguyên, người ngồi trên con ngựa, thế là được. Đó, chứ nó không hiểu ngữ pháp. Tuy nhiên nhá, anh chị em, tuy nhiên này, từ cái phiên bản version 5 của Midjourney á, thì theo như cái thông báo của Midjourney ấy, thì họ nói rằng cái phiên bản 5 ấy, nó hiểu được cái ngữ pháp tốt hơn so với cả gì ạ? Phiên bản 4. Tức là gì ạ? Khi mà ngữ pháp nó đưa vào ấy, thì nó tạo ra cái bối cảnh và người ta hiểu hơn được cái bối cảnh đó. Được chưa ạ? Đó. Và cái con bot ấy, nó hiểu hơn. Vì vậy là thay vì chúng ta viết những cái đoạn văn thì chúng ta hãy đưa vào những cái từ khóa ngắn gọn. Được chưa ạ? Một dấu phẩy hoặc dấu ngoặc hoặc dấu gạch nối đấy, thì đều giúp chúng ta để ngăn cách những cái từ khóa và những suy nghĩ của mình. Đó. Rồi, chúng ta có thể viết thường hoặc viết hoa đều được. Nhưng có một cái lưu ý như này, những cái từ khóa mà đặt đầu ấy thì sẽ quan trọng hơn từ khóa đặt ở phía sau. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh cái gì ấy thì vui lòng để cái từ khóa đó lên trên đầu. Được chưa? Chúng ta muốn chắc chắn nó phải xuất hiện cái gì thì đưa lên đầu. Còn chúng ta muốn nó ít quan trọng hơn thì đưa xuống cuối. Được chưa? Rồi, thêm một cái lưu ý nữa, đó là chúng ta hãy tập trung vào những gì mình muốn. Thay vì chúng ta nói những thứ mà không muốn. Ví dụ như là mình muốn có một cái xe đấy ví dụ có một bữa ăn mà không có bánh ở trong đấy. Đấy, thì chúng ta nên tập trung vào những hình ảnh mà chúng ta mong muốn có xuất hiện. Ví dụ như là có hoa quả, có trái cây, có thịt gà, thịt lợn, ví dụ thế. Đấy, thì chúng ta nên tập trung vào những gì mình muốn. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái câu lệnh giúp chúng ta loại bỏ, chắc chắn loại bỏ những cái hình ảnh không muốn. Ví dụ như là dùng tham số no, gạch no, sau đó là gì ạ? Cách ra một cái, viết những cái thứ mà mình không muốn ở phía sau chữ no, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ trừ đi. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nữa đó là gì ạ? Tập trung vào những cái chi tiết quan trọng như Huy nói ấy, là gì ạ? Những cái gì quan trọng ấy, để lên trên. Được chưa ạ? Ngoài ra thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mà để cái tham số hay là trọng lượng, cái gì ạ? Trọng lượng của cái lời nhắc. Đấy, thì cái này thì sẽ là sẽ chia sẻ sau nhá. Rồi, có một số thứ mà chúng ta có thể là tham khảo, ví dụ như là về phần chủ đề này, thì chủ đề của cái bức tranh đó, cái bức ảnh đó là cái gì, thì những cái từ khóa để chúng ta nhấn mạnh những cái chủ đề của cái bức tranh của mình. Ví dụ như là về người này, về động vật này, các cái nhân vật này, đấy, hoặc địa điểm này, đối tượng này, đấy, được không ạ? Đấy. Ngoài ra thì các cái phương tiện để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta vẽ ra bức tranh đó thì chúng ta sử dụng phương tiện gì hay là công cụ gì, được chưa ạ? Đấy. Ví dụ như là chúng ta chụp ảnh hay là vẽ tranh, được không ạ? Hay là gì ạ? Hình minh họa hay là điêu khắc hay là nét vẽ nguệch ngoạc, được chưa ạ? Đấy, hay là những cái tấm thảm, được chưa ạ? Thì cái phương tiện hay cái công cụ để tạo ra bức tranh hay là cái vật liệu để tạo ra bức tranh đó, được chưa ạ? Tiếp theo là những cái môi trường, bối cảnh. À, nó là trong nhà hay ngoài trời, trên mặt trăng hay là dưới nước hay là dưới đáy đại dương,
đấy, hoặc là trong một cái thành phố ngọc lục bảo, hay là gì ạ, ở kim tự tháp, hay là ở tháp Eiffel đấy, hay là gì ạ, là ở bên một cái hồ, trong một khu rừng, đúng không ạ? Thì chúng ta đưa vào đấy những cái bối cảnh đấy, những cái môi trường, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là ánh sáng. Chúng ta có rất nhiều nguồn ánh sáng khác nhau. Ánh sáng của chúng ta có thể ánh sáng ban ngày, ánh sáng buổi tối, ánh sáng đèn, đúng không ạ? Ánh sáng chiếu trực tiếp hay là ánh sáng chiếu bên cạnh, đúng không ạ? Đấy, ánh sáng nhẹ nhàng hay ánh sáng nắng gay gắt, đúng không ạ? Ánh sáng lúc buổi chiều tà hay ánh sáng lúc hoàng hôn hay ánh sáng lúc giữa trưa, được không anh chị em? Đấy, ánh sáng đèn neon hay ánh sáng là gì ạ? U ám, đen tối, được chưa ạ? Ánh sáng là đèn studio ở trong nhà hay là ánh sáng phản chiếu từ cái hồ nước, anh chị em tưởng tượng không ạ? Như vậy là ánh sáng rất quan trọng để tạo ra một cái bức ảnh. Rồi tiếp theo là màu sắc. Màu sắc thì nó có vô vàn nhiều loại màu sắc khác nhau. Nó không chỉ là đỏ, xanh, tím, bảy màu sắc cầu vồng đâu anh chị em ạ. Nó còn rất nhiều. Đỏ thì nó còn đỏ nhẹ, đỏ phớt, đỏ hồng, xong rồi ạ, đỏ đậm, đỏ tối, đỏ xanh. Đấy, đỏ nó còn pha xanh kiểu vậy. Rồi màu sắc nó là rực rỡ hay là gì ạ? Hay là tươi sáng hay là gì ạ? Hay là đơn sắc. Đấy, hay là sặc sỡ, hay là đen trắng, hay là dạng phấn màu, hay là dạng gì ạ? Dạng trầm, được chưa ạ? Đấy, riêng cái màu sắc nó có khoảng độ tầm 200 cái biến thể khác nhau anh chị em nhá. Rồi tâm trạng. Cái tâm trạng của trong cái bức ảnh đó nó là gì ạ? Tâm trạng bình lặng hay là tâm trạng là gì ạ? Năng lượng hay là tâm trạng là gì ạ? Hứng khởi hay là cái gì ạ? Cái cảm xúc của cái bức tranh đó anh chị em ạ. Cái bức tranh nó có cảm xúc anh chị em nhá. Ví dụ như là mình vẽ một cái bức tranh về ma quái chẳng hạn, thì cái tâm trạng của mình nó là gì ạ? Là sợ hãi, là scary, là gì ạ? Là đen tối, là u ám, u uất, là buồn đấy, kiểu như vậy. Thì mỗi cái tâm trạng đấy nó lại cũng ảnh hưởng đến câu lệnh của mình, ảnh hưởng đến diện đến cái hình ảnh của mình. Tiếp theo nữa là bố cục. Bố cục ở đây ấy, đó là chúng ta muốn chụp cái ảnh là chân dung portrait hay là gì ạ, ảnh chân dung là headshot, đó là cái nửa người này, cái người này đấy, hoặc là cận cảnh close up đấy. Đấy, hoặc là gì ạ, nhìn bao quát là bird's eye view, hoặc là landscape, đấy là gì ạ, là hình ảnh mở rộng nhìn khung cảnh, đúng không ạ, khung cảnh. Hoặc là gì ạ, nó còn micro lens tức là gì ạ, nhìn sâu, hoặc là gì ạ, 360 độ view, tức là nhìn theo cái góc nhìn 360 độ, đúng không ạ, hoặc là góc nhìn của gì ạ, của flycam, anh chị em tưởng tượng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn từ cái góc nhìn của flycam, đấy ạ, hoặc là góc nhìn của GoPro. Anh chị em tưởng không ạ? Đấy, nhưng mà mình có thể tạo ra những cái hình ảnh được chụp bởi GoPro, hoặc những cái hình ảnh được chụp bởi gì ạ, bởi flycam. Ví dụ như là chúng ta đưa câu lệnh là gì ạ, vẽ cho tôi một cái bức tranh của Vịnh Hạ Long được nhìn bởi flycam bay ở độ cao khoảng độ 500m. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Cho nó những câu lệnh như vậy. Chưa ai từng chia sẻ những cái câu lệnh như vậy cho anh chị em, đúng không ạ? Đó. Ok. Rồi. Chúng ta có thể sử dụng những cái câu lệnh mang tính chất tập thể. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta thử nghiệm nhé. Rồi. Thử nghiệm nhé. Để mà đơn giản nhất nhé, cái cách mà Huy chia sẻ với anh chị em đấy, để mà đơn giản nhất, đó là anh chị em chúng ta sử dụng cái này. Đây là cái cách mà Huy hướng dẫn anh chị em đơn giản dễ làm nhất, đó là sử dụng Google Dịch. Đó là gì ạ? Đấy. Một bức tranh. Bức tranh đấy, hay là bức ảnh. Bức ảnh. Rồi. Chụp Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long của Việt Nam, được chưa? Cho nó bối cảnh. Cho nó gì ạ? Cái phương thức chụp ảnh, medium, được chưa? Photo of Hạ Long Bay Việt Nam. Chụp bởi flycam 4K. Được chưa? Flycam 4K đấy là gì ạ? Là loại flycam mà chất lượng rất là tốt, đúng không ạ? Độ cao khoảng 500m, được chưa?
Đấy. Rồi. Dưới gì ạ? Dưới buổi chiều tà. Buổi chiều tà. Late up, afternoon. Được chưa? Đấy. Đấy, buổi chiều tà nó sẽ hiểu cái ánh sáng nó sẽ xiên cái góc bao nhiêu độ anh em ạ. Bởi vì khi mặt trời buổi chiều tà, tức là buổi chiều muộn ấy, thì cái ánh sáng nó sẽ chiếu một cái góc khác. Rồi. Đấy, đơn giản như vậy nhá. Nó dạng là gì ạ? Dạng cinematic, tức là gì ạ? Dạng phim ảnh nhá. Đấy, dạng phim ảnh, dạng movie, định dạng phong cách. Đấy, phong cách phim. Phong cách phim. Admin giúp Huy nhá. Những người nào mà vào sau mà không tắt cam thì giúp Huy tắt tắt mic nhá. Đây là cách dễ nhất cho anh chị em khi mà gì ạ? Tạo ra một cái prompt nhất định. Được chưa ạ? Đơn giản nhất, cơ bản nhất, dễ làm nhất nó là như vậy. Để Huy kiểm tra cái setting nữa nhá. Anh chị em đã biết cách để mà setting cũng như là hiểu các cái nút này chưa? Nếu mà anh chị em đã biết đủ hết các chức năng các cái nút này rồi thì comment là số 1. Nếu mà chưa biết thì comment là số 0. Thật nhanh. Được không ạ? Nếu mà chưa biết cách sử dụng các cái nút như này thì comment là số 0. Còn nếu mà biết rồi thì comment là số 1. À, thì tại vì là cái khóa trước mình vừa dạy cái này rồi. Cho nên là bây giờ mình cứ tưởng là mọi người biết hết rồi. Sorry anh chị em nhé. Rồi không sao, chút nữa mình sẽ quay lại nhé. Rồi. Rồi ok, anh chị em phải comment thì Huy mới biết được anh chị em đang ở cái mức độ nào, giai đoạn nào để Huy dạy. Không lại dạy một phát lại dạy cao cấp luôn, anh chị em lại không hiểu được. Ok nha. Nào. Anh chị em sẽ chưa nhìn thấy ai mà hướng dẫn cũng như là dạy cái cách để mà chụp một cái ảnh với góc nhìn của flycam mà bay ở một độ cao nhất định đúng không ạ? Đấy. Ánh nắng ở buổi chiều tà. Đấy. Đây đúng là vịnh Hạ Long của Việt Nam chưa anh chị em? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng là chụp bằng flycam chưa? Nào. Đúng phải là chụp bằng flycam ở độ cao khoảng 500m chưa? Nào anh chị em nhìn thấy đúng không? Hay không? Phê không? Đúng không ạ? Và cái ánh nắng này, anh chị em nhìn cái góc của cái ánh nắng của mặt trời này, anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó xuyên như thế này cơ mà. Thì đúng là mặt trời buổi chiều tà chưa? Đấy. Chụp bằng flycam 4K Vịnh Hạ Long. Đấy. Đó. Ở độ cao 500m. Đúng chưa? Anh chị em thấy ngon chưa? Ổn không ạ? Như vậy là gì ạ? Là mình khi mà mình đưa ra một câu lệnh ấy, là mình biết luôn là gì ạ? Là nó sẽ ra được cái hình ảnh như thế nào. Đó. Thì nó phải như vậy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều góc Vịnh Hạ Long khác nhau mà chỗ nào cũng đẹp hết. Như này là mình đi mình chụp ảnh ở Việt Nam thì anh chị em nghĩ sao ạ? Mà mọi người không thể nào nghĩ được rằng là đây là do gì ạ? Không thể nào nghĩ là do gì ạ? Do AI tạo ra luôn. Mọi người sẽ nghĩ rằng đây là chụp ảnh thật. Làm gì AI mà lại tạo ra cái ảnh mà nó chi tiết sắc nét mà nó lại gì ạ? Nó lại chất như thế này được. Em vào câu lệnh mà không ra, thầy hướng dẫn kỹ hơn vào câu lệnh với ạ. Em đã tạo ra được nhiều câu lệnh chưa hay là bây giờ mới tạo câu lệnh lần đầu tiên? Là không ra cái gì? Không ra là không ra cái gì? Lần đầu tiên thì cứ từ từ nhé, bình tĩnh nhé. Ví dụ mà em tạo rất nhiều câu lệnh rồi mà bây giờ em vào câu lệnh giống thầy mà nó không ra giống như thầy thì lúc đấy mới thắc mắc nhé. Ok. Rồi. Đấy. Thì đấy là cái mà anh chị em chúng ta hiểu về những cái bố cục, hiểu về những cái thuộc tính nằm trong cái gì ạ? Trong cái câu lệnh thì chúng ta sẽ biết được nhé. Ok. Và bây giờ thì xin phép là quay trở lại một chút về các cái chức năng để anh chị em có thể hiểu nó một cách kỹ hơn, đúng không ạ? Rồi.
Cái này thì chúng ta phải quay lại cái phần chương 1. Đây. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu về các cái phiên bản của Midjourney. Chúng ta hiện nay ấy, là chúng ta có bao nhiêu ạ? Chúng ta có bao nhiêu phiên bản thưa anh chị em? Bao nhiêu anh chị em biết là Midjourney hiện nay có bao nhiêu phiên bản? Bao nhiêu phiên bản ạ? 4 phiên bản ạ? 7 phiên bản ạ? 5 phiên bản ạ? Anh chị em biết bao nhiêu phiên bản hoặc đoán là bao nhiêu phiên bản, comment xuống. Có ai đoán đúng không? Chưa thấy ai đoán đúng. Chưa có ai đoán đúng. Hiện nay Midjourney chính xác là có 8 phiên bản. Có 8 phiên bản. Tại sao hiện nói như vậy? Đây anh chị em xem luôn. Đây này, version 1, version 2. MG là Midjourney đấy anh chị em ạ. MG là Midjourney nhá. Sau từ sau mình cứ hiểu là gì ạ? Midjourney là gì ạ? MG nhá anh chị em nhá. Viết tắt của Midjourney là MG. Đây là cái viết tắt gọi là official, là chính thức của nó nhá. Đấy, không phải mình tự nghĩ ra nhá. Cứ MG là Midjourney nhá. Được chưa? Nó có phiên bản version 1, version 2, version 3, version 4 và version 5 mới ra ngày 15 tháng 3. Được chưa ạ? Ok không anh chị em? Rồi, thêm ba cái version nữa, đấy là version Easy Mode. Version Easy Mode là version là gì ạ? Họ kết hợp với một cái công ty. Đấy, nó gọi là công ty gì ở dưới này. Đấy. Đấy, cái công ty Easy Mode. Đấy, thì nó kết hợp với công ty Spell Plus. Đó, Spell Plus. Đấy. Cái công ty này ấy, nó là một cái game về anime. Đấy, về hoạt họa, được chưa? Thì nó kết hợp với cái game đấy, nó tạo ra một cái chế độ hay một cái version, đó là version Easy. Thì cái version này nó chuyên dành cho những cái ảnh mà nó mang hơi hướng là anime. Đấy, được chưa? Nhá. Ngoài ra thì nó có hai phiên bản nữa, đấy là phiên bản MG Test và MG Test Photo. Thì MG Test Photo ấy thì nó mang tính chất nó là gì ạ? Nó dành cho những cái bức ảnh theo cái phong cách chụp ảnh là photo. Nó giống như vừa rồi ấy, là mình phải đưa thêm cái chức năng đấy là gì ạ? Là một bức ảnh là photo, ở photo hoặc là photography. Đấy gì ạ? Mang tính chất là gì ạ? Là nhiếp ảnh. Ok không ạ? Đó. Thì cái thằng MG Test Photo nó gì ạ? Nó sẽ giúp mọi người đưa ra cái hơi hướng là gì ạ? Là ảnh chụp. Còn cái bản MG Test này thì nó cho tạp phí lù đủ thứ, cuối cùng mình cũng chẳng biết nó là cái gì cả. Cho nên mọi người cũng rất ít khi dùng cái test này. Được chưa ạ? Dùng cái chính đó là gì ạ? Ngày xưa thì dùng bản version 4, sau đó dùng bản version 5. Đó. Và riêng cái bản version 4 thôi, nó cũng có 4A, 4B, 4C. Và nếu mà chúng ta chọn mặc định ấy, thì chúng ta sẽ chọn về cái version đó là gì ạ? Là version 4A. Anh chị em nhé. Mặc định nó sẽ là version 4A. Thế thì 4C. 4C, 4C là cao nhất. Được chưa ạ? Đây. Đấy, anh chị em thấy rằng là gì ạ? Riêng kiểu 4 đã có 4 version này. Đấy, version 4A này, version 4B này và version 4C này. 4C thì nó thật hơn, nó sắc nét hơn. Đây, đây là version 4A nhá. Đấy, version 4B nhá. Và version 4C này. Mình thấy không ạ? Là cái độ hình khối ấy, nó nổi hơn, nó sắc nét hơn, nó rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Ừ. Tuy nhiên, bây giờ nó đã ra đến bản là gì ạ? À, đây là những cái bản trước nhá. Những cái bản trước nha, những bản này ấy, thì anh chị em thấy rằng khi mà đưa hình ảnh vào ấy thì nó đưa ra những cái mảng màu nó rất là gì ạ, nó rất là không có sắc nét. Tuy nhiên anh chị em biết là gì ạ, có những lúc chúng ta cũng cần những cái ảnh nó dạng dạng như này, đúng không ạ? Tức là ảnh nó dạng thô như này, nó không cần phải quá là sắc nét, quá là chi tiết. Đấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái phiên bản trước để mà chúng ta trải nghiệm, được chưa ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã qua được các phiên bản từ phiên bản đấy, ví dụ đây là phiên bản là gì ạ? Phiên bản 4 nhá. Đấy, còn đây là phiên bản Easy này. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà đưa phiên bản Easy ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái bức ảnh với vai trò nó giống như là hoạt họa ấy. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa ạ? Rồi.
Đấy, và việc để mà chuyển sang cái phiên bản thì chúng ta nhấn vào cái câu lệnh setting như vừa rồi Huy nhấn là ấn sược này. Đấy, nhấn sược này. Xong rồi nhấn setting này. Được chưa ạ? Sau đó là mình chọn cái phiên bản mà mình mong muốn. Ngoài ra thì chúng ta có thể là đưa thêm vào cuối câu lệnh nó là gì ạ? À, cách sau đó là gì ạ? Version à, hoặc là chữ V xong cách là một cái, xong rồi cái gì ạ? Cái tên phiên bản, ví dụ phiên bản 4 chẳng hạn thì là cách V4, ví dụ như này. Mình nhớ cách này. Đấy, xong rồi chữ V này, cách ra một cái là 4 này. Đấy, ví dụ như này nhá. Image này. Image nhá. Đặt một cái này. Image này. Được chưa ạ? Nhấn vào đây này. Bây giờ ví dụ như là mình cũng tạo ra cái đúng cái hình ảnh này đi. Được chưa ạ? Copy đúng cái này đi. Được chưa ạ? Paste vào đây này. Xong bây giờ mình gọi phiên bản V4 ra. Mình lấy cách V4. Được chưa ạ? Hoặc là cách V này. Niji. Đấy, ví dụ như mình gọi phiên bản Niji ra thì mình nhớ là cách V Niji thì nó sẽ làm sao ạ? Đấy. Đấy. Ở đây nhá là mình chọn mặc định là V5. Cho nên là gì ạ? Cho nên nó vẫn điền V5 ở đây. À, nhưng mà anh chị em thử xem tí nữa nó sẽ ra bản V5 hay là bản Niji nhé. Đó. Thì chúng ta gọi cái phiên bản bằng cái cách V này. Được chưa ạ? Cách V xong rồi tên cái phiên bản. Ok không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ xem là cái phiên bản vẫn là cái hình ảnh vừa rồi thôi. Nhưng mà ở đây nó có hai cái bởi vì chúng ta đang chọn mặc định là V5 này. Rồi. Đấy. Ở đây chúng ta nhìn nhá. Thứ nhất này gì ạ? Khi mà chúng ta zoom vào này, nó không độ to, nó không có to như này. Anh chị em nhìn nhá. Cái V5 khi mà zoom vào này, nó to đùng như này. Anh chị em thấy không ạ? Cái V5 ấy khi mà chúng ta tạo ảnh xong ấy thì nó là ảnh có độ nét cao, độ phân giải cao. Nó tương đương với cả những cái thằng phiên bản trước đã upscale lên. Được chưa ạ? Upscale là cái gì ạ? Là tăng độ phân giải. Tức là khi mà các cái ảnh đưa lên ấy ở phiên bản 4 trở về trước ấy thì họ tạo ra bốn cái hình ảnh với độ phân giải thấp để làm gì ạ? Để tăng tốc độ, đúng không ạ? Nhưng mà từ phiên bản 5 ấy là tạo ra cái bức ảnh là đã độ nét cao rồi. Tuy nhiên thì nó phải đổi lại, đó là gì ạ? Là tốc độ nó bị chậm đi. Anh chị em thấy là gì ạ? Khi đưa vào phiên bản Niji thì ngay lập tức là gì ạ? Tốc độ nó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng có một vấn đề, đó là gì ạ? Cái hình ảnh của bốn cái ảnh này thì nó không được cao. Cho nên mình sẽ phải làm một bước, đấy là gì ạ? Upscale. Được chưa ạ? Upscale ở đây nó có từ U1 này. Upscale hình ảnh 1 này, upscale hình ảnh 2 này, upscale hình ảnh 3 này, upscale hình ảnh 4 này. Được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta có sẽ thấy nó gì ạ? Nó hiển thị ở đây. Đấy, với các cái hình ảnh từ các phiên bản trước thì chúng ta có được sắp xếp hình ảnh này. Hình ảnh số 1 này, hình ảnh số 2 này, hình ảnh số 3 này, hình ảnh số 4 này. Được chưa ạ? Và upscale ở đây là bốn cái nút U1, U2, U3, U4 này này. Là bốn nút để upscale lên. Upscale là gì ạ? Upscale để tăng cái chất lượng hình ảnh lên. Ví dụ hình ảnh nó đang là 500 x 500 pixel thì nó sẽ lên là 1000 x 1000 pixel. Thằng bạn thế. Đúng không ạ? Rồi, upscale nó có mấy loại, chút nữa Huy sẽ chia sẻ. Được chưa ạ? Cái tiếp theo là cái thằng gì ạ? Thằng Varius này. Thằng Varius này nó gì ạ? Là mình thấy cái hình ảnh này đẹp rồi. Mình thấy cái hình ảnh này đẹp rồi. Nhưng mà mình muốn nó gì ạ? Nó tạo ra những cái biến thể riêng cho cái hình ảnh này. Thì mình nhấn vào gì ạ? Variation. Được chưa ạ? Thì với những cái phiên bản mà Midjourney mà miễn phí ấy, thì chúng ta sẽ không có hiện ra cái này nha. Nhưng với phiên bản mà Midjourney mà có phí ấy, có trả phí ấy, thì chúng ta có thể là gì ạ? Điều chỉnh cái câu lệnh khi mà chúng ta tạo ra những cái gì ạ? Những cái phiên bản khác của cái hình ảnh số 1, đúng không ạ? Variation cái hình ảnh số 1 thì ở đây nó chính là gì ạ? Nó chính là chế độ là gì ạ? Remix. Remix tức là gì ạ? Làm lại cho tôi cái hình ảnh số 1. Cái hình ảnh số 1 mình thấy cũng được rồi, nhưng mà mình muốn thêm các cái biến thể khác của cái hình ảnh số 1. Được chưa ạ? Thì gọi là remix mode. Ok không ạ? Thì mình nhấn gửi thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra bốn cái hình ảnh giống cái hình ảnh số 1 này. Ok không ạ? Đấy. Và mình thấy ưng nhất hình ảnh số 1 này thì mình upscale lên thì nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh to hơn. Anh chị em để ý này, khi mà cái bản V5 ấy,
khi mà mình nhấn upscale này thì nó ra gần như ngay lập tức. Được chưa? Nhấn upscale một phát là gì ạ? Ở dưới này nó ra luôn này. Nó đã xong rồi này. Được chưa? Cái bản này là bản V5 này, nó đã xong rồi này. Còn những cái bản trước ấy, upscale nó sẽ rất là lâu. Đây thằng này này. Upscale trước mà mãi vẫn chưa xong mới được 40% này. Được chưa ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái ảnh nó tạo ra ban đầu là ảnh chất lượng thấp, sau đó mới phải sử dụng cái máy móc để nó gì ạ? Nó upscale, nó tăng cái độ phân giải lên. Còn cái version 5 ấy là tất cả các ảnh, bốn cái ảnh nó đều gì ạ? Đều là cái bản upscale sẵn rồi, nó sắc nét. Đúng không ạ? Đấy. Nhưng bù lại thì tốc độ nó chậm hơn. Còn ở đây là cái thằng gì ạ? Variation đây. Variation tức là sao ạ? Nó tạo ra bốn cái hình ảnh giống giống nhau, không giống y xì đúc nhá, nhưng mà sẽ giống giống nhau của cái gì ạ? Của cái ảnh gốc là ảnh số gì ạ? Ảnh số 1 này. Được chưa ạ? Variation 1 này thì nó tạo ra bốn cái ảnh giống nhau của bản số 1 này. Được chưa ạ? Còn upscale bản số 1 đây, upscale bản số 1 thì nó ra cái hình ảnh nó gì ạ? Nó to hơn như này. Đấy. Hình ảnh to hơn như này. Còn bình thường cái hình ảnh này nó chỉ to nhất đến đây thôi. Còn cái hình ảnh này ấy, anh chị em thấy không ạ? Là nó to bằng cái hình ảnh sau khi upscale của thằng này rồi. Ok không ạ? Đây là những cái yếu tố thay đổi mang tính chất nó là khá là quan trọng. Được chưa ạ? Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Bên này thì nó mang hơi hướng là nó hơi kiểu hình vẽ một chút. Nó hơi kiểu hình vẽ một chút. Còn bên này thì ảnh nó mang tính chất thật hơn. Nó mang tính chất điện ảnh hơn. Được chưa ạ? Đấy, thì nó Niji nó nằm ở chỗ đó. Ok không ạ? Như vậy là chúng ta đã hiểu được các cái câu lệnh, các cái nút bấm ở đây nhé. Có một cái nút nữa chúng ta cũng cần quan tâm đến là nút gọi là reroll, tức là làm lại. Bây giờ tạo ra bốn cái bức ảnh này rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy không vui, không hài lòng lắm, thì mình bảo nó làm lại thì nó lại tạo ra gì ạ? Làm lại là tương đương với việc mà mình gì ạ? Mình copy cái này, tương đương với việc mình copy cái này xong mình gõ xuống đây cũng là imagine, xong chrome, xong dán cái này vào, không khác gì hết, được không ạ? Thì mình bấm vào nút reroll này một phát thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo cho mình bốn cái ảnh khác. Ok không anh chị em? Ok thì comment chỗ ok là đoạn này là xong rồi. Rồi. Sau khi mà gì ạ? Sau khi mà tạo ra một bức ảnh nhá, ở đây nó lại có một loạt các cái gì ạ? Các cái option nữa. Thì option thứ nhất nó là gì ạ? Make variation, tức là gì ạ? Lại tạo ra thêm những biến thể nữa. Được chưa ạ? Ở bên này, trên này chúng ta có thể tạo biến thể nhá. Xuống dưới này sau khi upscale xong vẫn có thể tạo thêm biến thể nữa. Được chưa ạ? Cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể là gì ạ? Upscale theo 2-3 cách khác nhau. Được chưa ạ? Chúng ta có thể upscale theo kiểu là live upscale hoặc là beta upscale. Thì hai cái live upscale và beta upscale này nó có gì khác nhau? Live upscale và beta upscale thì có gì khác nhau? Ở đây ấy, là chúng ta đã có cái hướng dẫn này. Trong cái cuốn sách này chúng ta đã có hướng dẫn nha. Đó. Live upscale ấy, thì chúng ta sẽ gọi là tăng độ phân giải và chúng ta sẽ làm mịn. Nó kiểu như là mịn mặt ấy, nó chế độ làm mịn. Đó. Thì nếu như những cái hình ảnh mang tính chất là cực kỳ chi tiết ấy thì live upscale ấy nó sẽ không nét nhưng tốc độ nó nhanh hơn. Được chưa? Đấy. Và beta upscale ấy thì nó không thay đổi về chất lượng hình ảnh, nó không thay đổi về chi tiết hình ảnh mà nó giữ nguyên si cái chi tiết hình ảnh. Được chưa? Nó chỉ làm cho chất lượng hình ảnh nó gì ạ? Nó sắc nét hơn thôi. Còn thằng live ấy thì nó làm mịn hơn. Tức là những cái mặt phẳng ấy thì mình cảm thấy nó mịn hơn. Ví dụ da mình chẳng hạn nhé. Mình beta upscale lên ấy thì da cái trong cái bức ảnh nó như nào thì nó nguyên si như vậy. Nó sần sùi, nó như thế nào thì nguyên si như vậy. Còn thằng live upscale ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm mờ, làm mịn hơn một tí. Được chưa? Cho nên live upscale dùng trong cái ảnh mà nó là những mặt phẳng. Nó dành cho những mặt phẳng, tốc độ nó nhanh hơn là một. Thứ hai nữa nó làm cho cái hình ảnh nó cảm thấy nó mịn hơn. Được chưa? Đó. Còn beta upscale thì nó thật hơn. Cho nên là chúng ta sẽ dùng beta upscale trong những cái ảnh mà mình chụp người này, được không ạ? Chụp những con vật này hoặc là chụp những cái họa tiết mang tính chất là chi tiết. Được chưa? Đấy, còn live upscale là mình dùng trong những cái thứ mà dùng trong nội thất này, được chưa? Dùng trong nội thất hoặc dùng trong những cái thứ gì mà nó có những mặt phẳng thẳng, mặt phẳng, được không ạ? Mặt phẳng hoặc là những cái vật liệu mà nó mang tính chất là bóng bẩy, được chưa? Thì dùng live upscale nó nhẹ hơn và nó vẫn có cái yếu tố đẹp hơn, được không ạ? Đấy.
Như vậy là chúng ta đã biết được. Và mỗi cái phiên bản thì chúng ta có cái mức độ upscale khác nhau. Chỉ có duy nhất chúng ta để ý này, chỉ có gì ạ, là bản beta upscale thì mới lên được gì ạ, lên được 2000 nhân với cả 2000 độ phân giải được thôi. Còn light upscale thì chỉ tối đa lên được 1000. Từ phiên bản 1 đến phiên bản 3, phiên bản Nizi hay là phiên bản 4 chỉ lên được 1000. Nhưng mà với beta upscale thì lên được 2000. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta thấy là độ phân giải nó sắc nét hơn. Chúng ta zoom vào nó nét hơn. Được chưa? Chúng ta nhìn vật nó cũng nét hơn. Cho nên là đa phần chúng ta hiện nay là sử dụng beta upscale là chính anh chị em nhé. Ok không ạ? Rồi, đây ví dụ như là có ví dụ về light upscale này. Đấy, light upscale này. Đấy. Đấy. Đây là detail upscale này, beta upscale này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta dùng chủ yếu nó còn gì ạ? Anime upscale nữa cơ. Anime upscale nữa. Đấy, được chưa? Đấy, remaster hay là remix thì nó giống nhau anh chị em nhá. Đó. Đấy, sử dụng cái setting này. Cái setting thì như vừa rồi mình có chia sẻ đấy là gì ạ? Để mà chuyển đổi các cái bộ nâng cấp thì chúng ta dùng lại setting. Đây. Với lại setting này thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái chế độ là quality. Được chưa? Với cái lệnh setting này chúng ta có thể là gì ạ? Half quality, base quality hoặc là high quality. Thế thì quality khác nhau này thì có ý là gì ạ? Nào, một cái hình ảnh chất lượng cao hay trung bình hay là thấp thì chúng ta muốn chất lượng cao hay là trung bình hay thấp ạ? Tất nhiên là chúng ta muốn chất lượng cao đúng không ạ? Tuy nhiên, chất lượng cao thì đồng nghĩa với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là thời gian dài hơn. Yếu tố thứ hai đó là tốn tiền hơn. Ok không ạ? Ví dụ như này, chúng ta tạo một cái bản Midjourney miễn phí thì chúng ta chỉ được 25 cái xu thôi. Được chưa ạ? 25 cái điểm thôi. Và chúng ta sử dụng hai quality thì chúng ta nhấn một câu lệnh là chúng ta mất 2 điểm. Trừ mất 2 cái điểm. Được chưa ạ? Còn base quality với cả half quality thì chúng ta trừ có 1 điểm thôi và tốc độ nó nhanh hơn. Được chưa ạ? Đấy, và những cái ví dụ như là Huy sử dụng cái bản mà gì ạ? Bản không giới hạn được. Cho nên là chất lượng cứ đẹp là được. Chậm nhanh cũng không quan trọng lắm. Cho nên cứ dùng version 5 đẹp cộng với high quality đẹp. Được chưa ạ? Đó. Rồi, thêm một cái nữa đó là style. Style nó là gì ạ? Style nó là cái phong cách. Đấy. Nếu mà mình để style lâu ấy thì con bot MG này ấy, nó sẽ hiểu rằng ấy là nó sẽ phải bám sát vào cái câu lệnh của mình. À, câu lệnh của tao bảo là gì ạ? Buổi chiều ta là ở 500m là chụp bằng flycam là Vịnh Hạ Long. Được chưa ạ? Nhưng khi mình đưa lên style very high ấy thì nó có thể nó cho hệ sang gì ạ? Nó sang Bali. Được chưa ạ? Bảo 500m nó lên hẳn 1000m. Kiểu vậy. Tức là gì ạ? Cái style này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ thay đổi cái phong cách của mình. Hoặc là gì ạ? Mình bảo nó là chụp bằng cinematic thì nó lại chụp lại sang cái gì ạ? Cái chế độ là ảnh gọi là mang tính chất là nghệ thuật hoặc là ảnh mang tính chất là gì ạ? Độc đáo phá cách. Đấy, kiểu như vậy. Thì càng để style càng cao thì nó sẽ càng sáng tạo hơn. Được chưa ạ? Ok nha. Ngoài ra thì nó có public mode và steel mode. Steel mode nó chỉ dành cho cái bản mà 60 đô một tháng thôi. Được chưa ạ? Steel mode tức là cái bản riêng tư, là những cái ảnh của mình ấy là sẽ không mọi người không nhìn thấy. Còn mình để chỗ public mode này nhá thì anh chị em chúng ta phải hiểu rằng là gì ạ? Là cộng đồng hoàn toàn có thể nhìn thấy cái ảnh của mình. Kể cả là mình đang dùng server riêng ở trong cái gì ạ? Trong cái tài khoản riêng thì làm sao ạ? Thì cộng đồng vẫn nhìn thấy. Và đặc biệt là cái công ty Midjourney ấy, là họ sử dụng những cái ảnh của mình, những câu lệnh của mình để làm gì ạ? Để cải thiện cho những version sau của họ. Ok không ạ? Rồi. Đấy, chúng ta chọn cái remix mode này. Cái remix mode này là gì ạ? Là chúng ta chọn cái chế độ là để gì ạ? Để mà thay đổi. Đó, để thay đổi. Còn nếu mà chúng ta không chọn thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chỉ có ra một cái chế độ thôi. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, ví dụ ở đây là Huy mới chọn cái style là 750 này. Đấy. Mình chọn cái style 750 là very high này.
cái style này nó từ có giá trị từ 0 cho đến 1.000 anh chị em nhé. Từ 0 đến 1.000 với phiên bản 4, và phiên bản 5 thì không biết, được chưa? À, ngoài ra thì nó còn hai chế độ, một chế độ fast và chế độ redux. Remix mode với cả sheet nó không giống nhau nhé. Chút nữa mình sẽ nói về phần sheet, đúng không ạ? Có cái chế độ là nhanh và chế độ gọi là chậm đi, hoặc là chế độ là thư giãn đi. Chế độ nhanh thì tất nhiên rồi, là chúng ta hiểu rằng là tốc độ để tạo ra bức ảnh nó sẽ nhanh hơn so với chế độ relax. Thế thì tại sao chúng ta nên chọn chế độ fast và tại sao chọn chế độ relax? À, đó là gì ạ? Khi mà chúng ta tạo cái bản miễn phí ấy, thì chúng ta có đâu đó được 15 phút để mà sử dụng chế độ fast mode. Và sau 15 phút thì sẽ hết. Và với mỗi một cái câu lệnh MG5 version 5 thì chúng ta mỗi một câu lệnh chúng ta mất 1 phút, coi như mất 1 phút. Như vậy là dùng 15 câu lệnh là chúng ta sẽ hết chế độ fast mode và chuyển về chế độ relax mode. Được không anh chị em? Đó. Và relax mode thì về cơ bản nó sẽ chậm hơn nhá. Về cơ bản là relax mode nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên là tuy nhiên thì Huy thấy là nó cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu. Được không ạ? Đấy. Đấy. Đây là cái style nhá. Mình để cái style là Very High là 750 thì anh chị em đã thấy là nó có một cái thứ gì đó nó khác so với cả cái bản kia rồi. Đúng không ạ? Nó có một cái gì đó khác rồi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó cũng rất là đẹp, rất là long lanh, cái ánh nắng chiếu vào mặt nước nó phản chiếu rất là đẹp. Đấy. Tuy nhiên anh chị em thấy rằng là nó cho thấy rất nhiều thuyền. Đấy, tức là nó sáng tạo thêm. Tức là nó sáng tạo thêm, mình không có yêu cầu nhưng nó sáng tạo thêm. Thì đấy là Đấy là style, phong cách. Nó là như vậy. Được chưa? Đấy. Rồi. Tiếp theo nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các cái tham số nhá. À, một số cái câu lệnh này. Một số cái câu lệnh anh chị em chúng ta cũng thể hiểu này. Đấy, khi chúng ta nhấn vào đây nhá. Thì anh chị em thấy không ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái câu lệnh ở đây. Được chưa? Thì cái câu lệnh ở đây ấy, nó sẽ có ý nghĩa như nào? Thì trong này anh chị em cũng sẽ nói này. Câu lệnh ask này, đấy là mình hỏi bot một cái gì đó. Ngoài câu lệnh là imagine prompt là cái câu lệnh mình dùng nhiều nhất, được chưa? Tiếp theo là câu lệnh info. Info là gì ạ? Mình nhấn info xong mình nhấn enter thì nó sẽ ra gì ạ? Nó sẽ ra được cái thông tin cái tài khoản của mình. Được chưa? Ví dụ như cái tài khoản này của Huy á là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ renew vào ngày 17 tháng 4. Tức là cái tài khoản này Huy vừa mới kích hoạt xong và nó là gì ạ? Active money, tức là gì ạ? Là kích hoạt theo hàng tháng và renew, tức là gia hạn vào ngày 17 tháng 4. Được chưa? Rồi, cái chế độ này job mode là fast này. Đấy, visibility mode tức là cái chế độ là chế độ làm việc là public, tức là cho cộng đồng. Đấy, cho cộng đồng xem cái ảnh của mình. Đấy, cái thời gian mà còn lại sử dụng cái chế độ là nhanh là Huy có 15 giờ. Huy có 15 giờ và Huy mới dùng được có mấy phút thôi. Nó còn 14 giờ 97, tức là còn 99,78% nữa. Được chưa ạ? Huy mới sử dụng được có 15 ảnh thôi anh em ạ. 15 ảnh là 0,45 giờ. Đấy. Được chưa ạ? Rồi. Đó. Rồi, đây là những cái lệnh mà mình đang trong cái lệnh chờ. Được chưa ạ? Đó. Thì đấy là gì ạ? Đấy là chế độ info nhá. Rồi. Rồi, setting thì vừa rồi Huy cũng cho anh chị em là là setting, được chưa ạ? Setting đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ ra được những cái cài đặt của chúng ta. Ok không ạ? Thì trung bình nhá, bình thường nhá, chúng ta cứ để là style là trung bình thôi, đúng không ạ? Đừng để style high. Style very high thì nó ra những cái biến thể mình rất là khó để mà mình kiểm soát. Đấy, style trung bình này thôi. Còn nếu mà mình muốn vẽ chân dung nhá thì mình để style low. Style low thì sao ạ? Thì nó sẽ bám sát vào cái câu lệnh hình ảnh của mình.
anh em lưu ý chỗ này nha. Mình muốn vẽ chân dung của mình cho nó giống ấy, thì mình để style low, mình để style high thì nó ra người khác đấy, ok không ạ? Nhá, đấy, để fast mode là đúng rồi. Mình để remix mode nha. Remix mode ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cũng tạo ra những cái biến thể nó cũng rất là hay, đấy, nó cũng rất là lạ, rất là độc. Đấy. Và Huy thấy là dùng cái phiên bản này ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Remix mode thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ nét hơn, nó sẽ chi tiết hơn. Đấy. Còn thực tế là khi mà so sánh hai cái chế độ là remix và không remix thì bật với tắt cái này thực tế là Huy cũng không thấy nó cảm nhận, không thấy nó khác mấy. Ok không ạ? Nhá. Rồi, cái câu lệnh tiếp theo nó là show. Show ở đây xong rồi nó gì ạ? Job ID. Job ID thì mỗi một cái ảnh này nó có một cái job ID khác nhau. Ví dụ nhá. Ví dụ như là mình có một cái bức ảnh ở trên này. Bây giờ mình muốn gọi cái bức ảnh này lại để mà mình bắt đầu làm việc cùng với nó, lại với nó, được chưa? Thì mình gọi nó vào. Hoặc là như này anh chị em nhé. Hoặc là mình có một cái mình vào trong Midjourney ở trên web nhé. Nhấn sign in này. Thì ở đây nhé. Chúng ta thấy là cái bức ảnh từ ngày xưa thì có thể rất lâu rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta muốn gọi nó lại để bắt đầu làm việc tiếp tục cùng với bức ảnh này, được chưa? Chúng ta có thể là gì ạ? Ở đây chúng ta chỗ này chúng ta có add collection open đây, chúng ta có phần job ID này, được chưa? Chúng ta có phần job ID này. Chúng ta copy job ID, được chưa? Sau đó là chúng ta gì ạ? Đưa vào trong Discord. Đấy, chúng ta dán cái gì ạ? Cái ID của cái ảnh vào đây. Được chưa? Đây là cái ID của cái ảnh nhá. Khi mà anh chị em download cái bức ảnh về thì anh chị em cũng sẽ thấy là gì ạ? Nó có một cái job ID nó nằm ở đây. Mỗi một bức ảnh nó sẽ có một cái ID riêng. Nó sẽ không trùng với ai hết. Đây anh chị em nhìn này. Thế cái dãy số mà nó loằng ngoằng đây này, nó chính là job ID của bức ảnh. Anh chị em nhé. Thế thì copy cái gì ạ? Cái ảnh này về là chúng ta đã có thể gọi lại cái bức ảnh đó giống như là chúng ta đang làm việc đấy. Lúc đấy là chúng ta có thể upscale này, có thể variation này, có thể là gì ạ? Gọi lại câu lệnh đó, được chưa? Đấy. Thế thì cách này là cách mà mình có thể lấy được cái job ID của gì ạ? Của thằng khác. Mình nói ví dụ như này, mình vào explore, được chưa? Bây giờ mình muốn gọi lại cái job của thằng này. Đấy. Được chưa? Copy job ID này. Được chưa? Xong mình vào đây mình show này. Không biết là bây giờ nó có cho show job ID của thằng khác không. À, mình không phải là owner của cái bức ảnh đấy, nó không cho mình show anh chị em nhé. Mình không phải là cái người chủ sở hữu cái bức ảnh đấy. Nó không cho mình show, nó không cho mình gọi cái bức ảnh đấy ra. Nếu mình gọi được cái bức ảnh đấy ra ấy, thì mình sẽ biết được cái câu lệnh của nó là gì. Tuy nhiên là gì ạ? Là mình sẽ không biết được câu lệnh của thằng khác. Được chưa ạ? Ở đây, nếu như mà anh chị em dùng phiên bản Midjourney miễn phí thì chúng ta chỉ copy được cái câu lệnh ở bên dưới này thôi. Tuy nhiên, với những cái phiên bản mà có trả phí thì chúng ta có thể là gì ạ? Copy full command, được chưa? Đấy, hoặc là copy prompt. Đấy, copy prompt ở đây. Thì chúng ta vào đây. Đấy, chúng ta gì ạ? À, chúng ta dán cái prompt này vào. Đấy. Được chưa? Đó. Đấy. Thì đấy là cái gì ạ? Đấy là cái câu lệnh của cái thằng này. Mà chỉ có những cái người mà phiên bản là gì ạ? Phiên bản gọi là nâng cao thì mới có thôi. Còn phiên bản bình thường là sẽ không có anh chị em nhé. Phiên bản mà miễn phí là sẽ không copy được cái này. Không sờ vào đây được luôn. Được chưa ạ? Nhá. Đấy. Và cái cách để mà mình học ấy, đó là mình học từ những cái câu lệnh của thằng khác. Ví dụ ở đây nó có một cái gì ạ? Một beautiful ballet princess, một công chúa ballet rất là xinh đẹp với cái shoulder length wide, tức là gì ạ?
cái tóc ngang vai, tóc trắng dài ngang vai, đây này, hair này, white này, white hair này, đấy, shoulder length tức là gì ạ? dài đến vai, nhớ chưa? And bright neon blue eyes này, tức là với đôi mắt màu xanh tỏa ra cái ánh sáng neon, đấy, phát sáng hoặc là sáng sáng long lanh kiểu vậy. Rồi Indri Dresden blue eyes, tiếp tục nhấn là cái gì ạ? Cái ánh mắt này nó gì ạ? Nó phát sáng, nó có cái màu xanh xanh như kiểu là xanh neon, xanh huỳnh quang ấy. Đấy. Attractive face tức là khuôn mặt rất là hấp dẫn. Youthful tức là gì ạ? Là trẻ trung. Soft red lip tức là gì ạ? Môi hồng, môi đỏ, đỏ nhẹ. Đỏ nhưng mà đỏ nhẹ nhàng. Đấy. Rồi black eyeliner tức là cái đuôi mắt ấy, hay là cái trang điểm mắt ấy là gì ạ? Là đen nhưng mà là gì ạ? Cũng đen nhẹ nhàng. Rồi là gì ạ? Front plate battle armor tức là mặc cái áo giáp chiến đấu, được chưa ạ? Bằng đồng. Đấy. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây, đôi mắt xanh này. Được chưa? Đấy, đôi mắt xanh này, phát sáng này. Với cái trang điểm xung quanh mắt này, được chưa ạ? Tóc trắng dài ngang vai này, với cái gì ạ? Với cái áo giáp chiến đấu này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Đấy, môi đỏ hồng nhẹ nhàng này. Đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Thì chúng ta có thể học được từ những cái câu lệnh của người khác để chúng ta biết được cái cách mà gì ạ? Cái câu lệnh nó làm việc nhá. Rồi, tiếp theo nhá. Rồi, ngoài ra có một số câu lệnh. Ngoài ra thì có một số câu lệnh như sau nữa. Đây, ask là chúng ta hỏi cái câu hỏi gì đó, được chưa? Rồi, blend. Blend thì có nghĩa là trộn. Blend là trộn hai hình ảnh với nhau. Một cái hình ảnh A cộng với hình ảnh B trộn với nhau thì nó sẽ ra một cái hình ảnh C. Đấy, bây giờ Huy nói ví dụ như này nhá. Đó là Huy sao chép cái đường link này, được chưa? Huy chọn lệnh blend. Blend ý. Đấy, được chưa? Đấy. Cái này bỏ này. Hiểu rồi. Blend. Mình chọn blend này, được chưa? Đâu rồi? Rồi, bây giờ nó sẽ bảo mình upload cái hình ảnh lên, được chưa? Đấy. Đây. Ví dụ như cái hình ảnh này là hình ảnh đầu con chó mà Huy dùng theo cái phong cách mosaic ấy, không biết là có anh nào anh hỏi là đưa cái phong cách mosaic vào mặt mình ấy. Đấy, mặt chân dung của mình ấy thì Huy mới đang test là gì ạ? Đưa cái chân dung mosaic vào mặt con chó thôi. Và đưa mosaic vào mặt con chó được thì cũng đưa vào mặt mình được nha anh chị em nha. Rồi, con chó mosaic với cái gì ạ? Với một cái khung cảnh nào đó đi. Đấy, trong cái nhà đi. Được chưa ạ? Đấy, xong mình nhấn enter. Thì nó sẽ ra một cái nó gọi là ảnh trộn giữa hai cái này để mình xem nó có ra cái thể loại thể thống gì không. Đúng không ạ? Đấy. Đây là lệnh trộn giữa hai hình ảnh với nhau nhá. Ok. Rồi, ngoài ra cái lệnh blend thì còn các cái lệnh khác. Ví dụ như lệnh fast tức là mình chuyển ra chế độ fast mode. Đấy. Help là gì ạ? Mình muốn cầu cứu, mình muốn nó giúp. Đó. Info thì nói rồi, invite là mình muốn gì ạ? Mình mời một ai đó đến để tham gia cái gì ạ? Cái Zoom này của mình, cái server này của mình. À, đây nó có thằng prefer này nhá, thì trong cái khóa nâng cao hơn thì Huy sẽ chia sẻ hơn về cái lệnh prefer này nhá. Prefer là gì ạ? Prefer đó là mình sẽ tạo trước những cái câu lệnh. Đó, và lúc sau nó gần giống như là cái macro ở trong Excel hoặc là trong Docs ấy. Đó, tức là mình chỉ cần gọi một cái từ ngắn thôi là nó sẽ tự động điền cho mình những cái từ rất là dài. Ok không ạ? Đó. Và chúng ta có thể tìm ra những cái prefer cái list, những cái option của mình. Ví dụ như này, anh chị em có trong
trong trong con bot mà trả lời tự động ấy, thì mình chỉ cần gõ xin chào thôi thì ngay lập tức nó sẽ nói rằng là tôi đang đi trên đường, tôi đang bận, bạn có cần hỗ trợ gì không, tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay khi tôi có thể. Thì cả cái câu dài đấy nó được gói gọn vào thành cái chữ xin chào, đúng không ạ? Thì cái thằng prefer này tương tự như vậy, nó sẽ gói gọn cả câu lệnh dài thành một câu lệnh ngắn, và mình muốn dùng cái câu lệnh dài đó mình chỉ cần dùng cái câu lệnh ngắn thôi, thế là được. Ok không ạ? Mình sẽ đi kỹ hơn về cái prefer này. Nó có một loạt cái prefer này, prefer option set này, prefer option list này, prefer auto dimmer này, đấy, rồi là prefer surface này, prefer remix này, được chưa? Prefer remix này, đấy, thì tất cả những cái thứ này là mình sẽ đi vào cái buổi khác anh chị em nhé, cái buổi nâng cao hơn, đi vào cái buổi hôm nay thì anh chị em quá tải mất. Rồi prefer remix này, private, tức là mình chuyển sang chế độ still mode, thì cái này chỉ dành cho những cái người mà ở chế độ là gì ạ, là trên 60 đô một tháng thôi. Public là những cái người đó họ đang private, họ chuyển sang public, được chưa? Setting thì mình xem rồi, sâu thì nói rồi. Relax thì chúng ta đang ở chế độ fast, chúng ta chuyển sang chế độ relax thì nhấn gì ạ? Relax enter thế là xong. Đấy, still mode tức là chúng ta đang để ở chế độ public, chúng ta chuyển sang chế độ still. Still mode hay là gì ạ? Là private mode là giống nhau nhá. Đấy, subscriber tức là chúng ta muốn mua cái gói nâng cao ấy, thì chúng ta nhấn vào subscriber, nhấn enter, nó sẽ tự động đưa vào cái trang để chúng ta mua. Được chưa? Ngoài ra thì một số cái lệnh này ấy, thì nó là tích hợp trên Discord, cho nên về cơ bản thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Nó sẽ đưa thêm những cái gì ạ, những cái ký tự đặc biệt vào bên trong cái phần chat của mình, khi mà mình muốn chat với mọi người ấy, thì nó sẽ đưa thêm các cái ký tự đặc biệt vào, cho nên là gì ạ, là cái này thì mình cũng không phải quan tâm nhiều lắm, bởi vì nó là câu lệnh của gì ạ, của Discord. Ví dụ như là kick một người nào đó ra này, hoặc là thay đổi nickname ở trong phòng này. Đấy, kiểu phải time out, tức là không cho, hạn chế người sử dụng ở trong cái phòng này, rồi nhắn tin cho một người nào đó, thì cái này thì nó là cái câu lệnh của cái phần chat này. Rồi, anh chị em nhìn thấy cái phần này, Huy đưa cái hình ảnh cái đầu con chó theo cái phong cách mosaic, đó là phong cách là khảm gì ạ? Khảm những cái mảnh chai mảnh sành lên trên cái tượng điêu khắc ấy. Được chưa ạ? Huy đưa vào trong cái đồ nội thất thì nó ra, nó đưa vào hình con chó vào trong cái gì ạ, trong cái nội thất đấy. Đấy, đúng không ạ? Tất nhiên là nó sẽ không hiểu ý của mình, cho nên nó cứ đưa đại vào. Còn mình có thể đưa thêm những cái lời nhắc, những cái câu lệnh, đó là gì ạ, treo cái đầu con chó lên tường cho tao, ví dụ thế, thì nó sẽ treo cái đầu con chó lên cái tường. Đấy, tất nhiên là cái này thì chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều lần, thử nghiệm nhiều lần, bởi vì nó treo, có thể nó lại treo lung tung. Đấy, mình cũng không thể nào kiểm soát được hoàn toàn. Ok không ạ? Và đấy là cái sự sáng tạo của Midjourney, nó thích cái sự sáng tạo. Đấy, ok không ạ? Nhá. Rồi, đấy là chế độ blend. Rồi, tiếp tục nhá. Như vậy là chúng ta xong cái phần này này. Rồi, có một cái phần nữa, đó là câu lệnh kết hợp hình ảnh, thì chúng ta cũng có trải nghiệm rồi, đó là chúng ta gì ạ, chúng ta đưa cái hình ảnh vào và chúng ta mix nó với nhau, được chưa ạ? Đây là blend đây rồi, đây là blend này, được chưa ạ? Đấy, trộn ảnh này, đấy, nhiều câu lệnh này, rồi chế độ nhiều câu lệnh này. Đấy, multi prompt tức là gì ạ? Trong một cái câu lệnh ấy, nó có thể phân ra nhiều câu lệnh khác nhau. Được chưa ạ? Nó ví dụ như này, nếu mà mình chỉ dùng cái từ là hot dog không ấy thì nó sẽ ra một cái gì ạ? Bánh mì kẹp thịt. Được chưa ạ? Nhưng mà mình dùng thêm hai dấu hai chấm một cái thì nó sẽ ra là gì ạ? Là cái con chó đang nóng. Đấy, được chưa ạ? Mình dùng hot xong đầu là gì ạ? Hai chấm thì nó ra gì ạ? Là con chó đang rất là nóng. Đấy, thậm chí là nó có thể bốc lửa luôn. Đúng không ạ? Ở đây cũng vậy. Chúng ta dùng cái từ là gì ạ? Cupcake insulation, tức là hình minh họa cái bánh gì ạ? Cái bánh cốc. Cupcake nó gọi là bánh cốc. Thế nhưng nếu mà mình dùng cái gì ạ? Dấu hai chấm ở cái cup thì nó gì ạ? Nó hiểu cái cốc riêng và cái hình minh họa cái bánh riêng. Và khi mà dùng chung hai câu lệnh này ấy, thì nó sẽ là gì ạ? Hình minh họa cái bánh để trong cái cốc.
Ok không ạ? Đấy. Rồi. Tiếp theo nữa, nếu như mà mình để chế độ là cấp cách, cấp riêng, cách riêng, hình minh họa riêng thì sao ạ? Thì ở đây nó sẽ là cái bánh để trong cái cốc và nó thêm các hình minh họa khác vào. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó thêm hoa, lá cành, nó thêm bướm, nó thêm chim các thứ vào. Được chưa? Nó thêm cái minh họa vào. Nó không giống cái cốc cách nữa, mà là cái bánh để trong cái cốc, nó tách biệt ra hoàn toàn. Ok không anh chị em? Nhá. Đấy. Rồi nó có một cái nữa, đấy là gì ạ? Là trọng số câu lệnh. À, vẫn là hot dog thôi. Vẫn là hot dog, đấy là con chó nóng thôi. Nhưng nếu mà hot cạch cạch hai dog, tức là gì ạ? Nóng là quan trọng hơn gấp đôi so với dog, tức là nóng nóng nhiều hơn. Như vậy là gì ạ? Con chó này nó gì ạ? Nó bốc lửa luôn anh chị em ạ. Nóng quá mà. Nó bốc khói luôn này này. Anh chị em thấy không ạ? Nó bốc lửa luôn. Hot hai dog, tức là gì ạ? Nóng nhiều hơn. Đấy. Rồi, nó có trọng số dương thì nó có cả trọng số âm. Trọng số âm là gì ạ? Ở đây là cánh đồng hoa tulip, được chưa ạ? Bây giờ nó cho vào là gì ạ? Chia ra là hai câu lệnh là gì ạ? Cánh đồng hoa tulip và thêm một cái câu lệnh nữa là red nhưng mà trừ 0,5. Như vậy là gì ạ? Nó đã giảm bớt cái màu đỏ đi. Cái câu lệnh red ấy là câu lệnh thứ hai nhưng mà nó không quan trọng, không những không quan trọng mà nó còn âm đi, nó còn bớt đi, nó còn lấy mất đi. Là gì ạ? Cánh đồng hoa tulip bây giờ nó gì ạ? Nó bớt màu đỏ đi, nó không còn màu đỏ nữa. Bên này rất nhiều màu đỏ. Còn bên này làm sao ạ? Bớt màu đỏ đi. Được không ạ? Đấy. Thì đấy là cái mà mình có thể cái trọng số red mà âm này ấy, thì nó tương đương với trọng số no. Tham số no tức là nó giống như là cái trọng số của cái thằng thằng red mà trừ đi này. Đấy, ví dụ như là no red. Mình gạch gạch xong rồi mình nhấn no red thì nó cũng giống nhau. Đây này, đấy chứ ạ, no red hoặc là red mà trừ 0,5 hoặc là trừ 1 thì làm sao ạ, nó giống nhau. Anh chị em nhé. Đó. Ok không ạ? Rồi. Đấy. Tiếp theo à, cái câu lệnh phối hợp hình ảnh này là chúng ta cũng chưa đưa vào nhé. Câu lệnh phối hợp hình ảnh thì sao? Thì chúng ta sẽ đưa vào đây một cái hình ảnh nào đó. Được chưa ạ? Chúng ta có thể up cái hình ảnh lên, tải tệp lên này. Được chưa ạ? Chúng ta có thể tải một cái hình ảnh nào đó lên. Ví dụ như là ảnh của Huy. Được chưa? Up lên. Ok không ạ? Rồi. Bây giờ mình muốn chuyển cái ảnh này sang chế độ là gì ạ? Là mosaic. Ok chưa? Mình chọn image này. Được chưa? Đấy. Ảnh của mình nó là gì ạ? Là mình có thể có hai cách. Cách thứ nhất đó là mình sao chép link hình ảnh này. Được chưa? Mình dán vào đây này. Ok không ạ? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là gì ạ? Mình cầm cái bức ảnh này, mình kéo xuống đây. Cầm này, cầm giữ này, cầm chuột trái giữ này, kéo xuống. Thế là xong. Được không anh chị em? Nhá. Và chúng ta cũng không cần phải phẩy gì đâu, chúng ta cách ra một cái. Cách cũng được, phẩy cũng được thì nó đều hiểu hết anh chị em nhá. Hoặc dấu mở, đóng mở ngoặc cũng được, hoặc là dấu nháy kép cũng được, nó đều hiểu là các câu lệnh khác nhau, à các cái từ khóa khác nhau. Còn các câu lệnh khác nhau nó lại khác nhá. Được chưa? Cái này thì mình viết là gì ạ? Một photo. Được chưa? Là một bức hình. Được chưa? A photo. Đấy. Mosaic size gì ạ? Chụp mà chụp chân dung là portrait. Được chưa? Rồi, mosaic style. Mosaic style. Được chưa? Đó. À, thì đây là cái gì ạ? Cái câu lệnh kết hợp giữa một cái câu lệnh hình ảnh cộng với cả gì ạ? Cộng với câu lệnh chữ. Ok em ạ? Rồi. Đấy, mình thử nghiệm như thế thôi nhá. Mình nhấn enter đi. Được chưa? Nó sẽ kết hợp giữa hình ảnh và chữ, kết hợp với nhau. Ok không anh chị em? Rồi. Thì đấy là cái gọi là kết hợp hình ảnh. Và mình cũng có thể là gì ạ? Mình có thể là sử dụng lệnh gì ạ?
blend. Đấy, mình có thể sử dụng blend để mình gì ạ, đưa một cái là gì ạ, là ảnh mình vào, một cái là gì ạ, đây rồi. Đấy nha, hình ảnh của mình nha. Một cái là cái hình ảnh mosaic của con chó. Hình ảnh mosaic của con chó. Bị đơ 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 đơ. Đây. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Mình có thể đưa thêm cái câu lệnh chữ vào nha. Mình vẫn có thể đưa thêm câu lệnh chữ vào nha. Đấy là gì ạ? Photo. Đấy. Portrait. Đấy. Mosaic style. Đấy. Rồi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là mosaic style, tức là gì ạ? Nó sẽ ghép những cái đá vào trong cái bức tranh của mình đây này. Đó, được chưa ạ? Mình để chế độ là photo thì nó nói rồi, mình bỏ chế độ photo đi thì nó sẽ lắp full vào mặt luôn. Ok không ạ? Cái style mình để thấp thôi. Đấy. Setting mình để style gì ạ? Style low thôi. Đây, setting để style low thôi này. Được chưa ạ? Thì nó gần với mặt mình nhất. Đó. Ở đây là mình ghép mặt mình với cả mặt con chó. Cho nên là gì ạ? Chúng ta sẽ ra một cái hình ảnh là gì ạ? Là người chó. Người với cái mõm rất dài. Anh chị em thấy hay không ạ? Đó. Nha. Kéo cái mặt này xuống nha. Được chưa? Mình chỉ cần ghi là mosaic. Mosaic style. Đấy. Đấy. Đấy, cái thằng này là nó đã ghép ghép đá vào rồi, nhưng mà nó không ghép đá vào mặt, nó ghép đá bên ngoài thôi. Được chưa ạ? Mình muốn nó ghép sâu hơn. Đây. Ví dụ như cái ảnh này. Anh chị em thấy là nó gì ạ? Nó bắt đầu ghép đá vào rồi nhưng mà nó ghép lung tung hết cả. Đấy. Anh chị em nhìn thấy đi ạ. Thấy không? Người mà ghép toàn đá này thôi này. Được chưa? Đấy, bây giờ đấy là mình sẽ đưa cái ảnh mosaic style vào, nhưng mà mình không phải đưa hình con chó nữa. Mình lên trên mạng nhá. Mình lên trên mạng nhá. Mình sẽ lấy một cái bức tranh nó gọi là mosaic. Chậm đấy nhỉ. Mosaic style. Rồi. Đó, mình chọn một cái hình ảnh nào đi. Ví dụ mình chọn hình đỏ này đi, được chưa? Đấy, xong mình lưu xuống này. À, cái hình ảnh này nó không được nét lắm. Đây, mình chọn cái này đi. Mình lưu xuống này. Đấy. Được chưa? Đó. Đây này, hình con sư tử với cái mosaic style này. Đấy. Rồi. Đấy. Mình chọn blend. Đỡ thế nhỉ. Đấy. Xong mình chọn cái hình ảnh số 1. Là mình chọn hình ảnh số 2. Là cái mosaic style. Xong nhấn enter. Đấy. Ở đây mình cho cái hình ảnh của mình vào, sau đó mình thêm cái chữ mosaic style
thì nó làm sao ạ? Nó đưa mình, ghép mình vào trong một cái bức tranh ở phía sau là có những cái bức tường mà được ghép bằng những cái gì ạ, những cái mảnh sành đó. Và nó gì ạ, nó không biết cái ý của mình là gì cả, bởi vì mình không mô tả chi tiết, cho nên là nó gì ạ, à nó cứ ghép lung tung như này thôi đấy. Còn mình muốn đưa nó vào trong cái mặt của mình ấy, thì mình bắt đầu mình phải gì ạ, mô tả chi tiết hơn, đúng không ạ? Mô tả chi tiết hơn thì làm sao ạ? Mình lại vào Google dịch nha, mấy cái này nặng hết cả máy rồi. Đó là gì ạ? Đấy. Rồi, đồ thế nhỉ? Đó là gì ạ? Bức tranh chân dung người đàn ông được ghép bởi vô số mảnh ghép theo phong cách mosaic. Đó. Được chưa? Đấy, và mình vẫn muốn nó gì ạ? Nó làm theo cái phong cách của mình thì mình vẫn phải đưa cái hình ảnh của mình vào đây. Đưa cái hình ảnh của mình vào đây. Được chưa? Xong mình viết thêm cái chữ này. Đó. Ở đây, mình đưa cái lệnh blend trộn hai cái hình ảnh vào với nhau thì làm sao ạ? Nó chỉ biết là nó ghép cái hình ảnh của mình, nhưng mà nó cũng gì ạ, theo một cái style khác rồi, ghép vào trong cái hình ảnh của cái gì ạ, của cái bộ bên kia đấy, của cái bộ gạch kia. Bây giờ nha, mình lại thử cái chế độ là gì ạ, blend, và mình dùng cái lệnh là cái gạch trước nha, cho cái gạch vào trước, mình sẽ có cái sự khác biệt gì không? Cái gạch vào trước còn cái mặt vào sau. Anh chị thử xem nó có sự khác biệt không nha. Cái mặt đâu rồi? Đây. Ô, cái này là hình ảnh, là video. MP4 không đúng. Rồi. Rồi. Cái ảnh vào trước, cái mặt vào sau. Thì anh chị xem là nó có khác gì không nha. Đây. Mosaic style portrait of man assembled by Collette Peace. Đây mosaic nó để lên đầu. Đây. Anh chị em xem nhá. Thấy chưa? Đấy. Đây này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó đưa cái gạch vào hết cả mặt mình như này. Nhưng mà cái mặt của mình ấy thì nó lại gì ạ? Nó lại biến đổi lung tung hết cả. Nó cũng có kính, cũng có râu, đầu cũng chọc chọc, nhưng mà nó gì ạ? Nó lại ra mẹ cái khác. Đó. Đúng không ạ? Đấy. Và với cái này nhá, mình có thể đưa cái trọng số của thằng Mosaic lên. Bằng cách là gì ạ? Mình kẹt kẹt 2. Thấy chưa ạ? Mosaic mà kẹt kẹt 2 thì nó sẽ cho Mosaic nhiều hơn. Đó. Đây lại thằng này nữa. À, như vậy là câu lệnh là trộn này ấy, thì anh chị em thấy là gì ạ, đưa hình ảnh vào trước hay đưa hình ảnh vào sau ấy thì nó cũng tương tự như nhau, nó không khác gì cả, anh chị em thấy không ạ? Nó cũng thế, đúng không ạ? Đưa hình ảnh vào trước hay đưa hình ảnh vào nhau ấy, vào sau ấy, thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng trộn hai thằng với nhau và nó cũng ra cái hình ảnh nó kiểu như này. Đó, đây là trộn nhá, anh chị em thấy không? Đây là trộn đấy. Còn đây là hình ảnh cộng với cả gì ạ, cộng với cả chữ này. Anh chị em thấy nó khác không ạ? Đó, và nó đưa mảnh ghép vào trong mặt này. Đấy, và cũng là cái mặt của mình nhưng mà nó phá cách đi rồi. Ok nhá. Thì đấy là một vài cái ví dụ cho anh chị em để biết được cái câu lệnh gọi là gì ạ? Cái câu lệnh là đấy, rồi. Mấy cái phối lại remix thì nó cũng không có gì hết, nó chỉ là mình cho nó làm lại thôi. Rồi. Ok. Chương 4. Sang chương 4 thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến các cái tham số của gì ạ? Của Midjourney nhá. Anh chị em có theo kịp không? Hello.
Nắm được hết các phần trước chưa? Ok, luôn nha. Rồi, danh sách các tham số này. Đầu tiên là các tham số, thì chúng ta ở đây ấy, chúng ta có các cái tham số nó ở phía sau này, parameter nó ở phía sau này, nó có những cái lệnh ở phía sau này này nhé. Khi một câu lệnh ấy, nó có cái đoạn text nha, thì ở phía sau này nó có gạch gạch này, thì nó có những cái ý nghĩa nó như nào. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ khung hình aspect radiation, aspect ratio, aspect ratio tức là AR, được chưa? Mình sẽ ghi là gạch gạch AR anh chị em nhé, gạch gạch AR hoặc là gạch gạch aspect, được chưa? Đều được. Thì thay đổi tỷ lệ khung hình, thay đổi tỷ lệ khung hình của cái gì ạ, của kết quả đấy, đây aspect hoặc là AR này. Thì nó có các cái khung hình, các cái tỷ lệ khác nhau đây này, 4-5 này, đấy 2-3 này, đấy 4-7 này, 1-1 này, 5-4 này, 3-2 này và 7-4 này, đó. Thế thì cái hình ảnh mà 4-7 này là thường dùng ở trong gì ạ, ở trong cái khung hình của cái điện thoại di động đó. Còn những cái hình ảnh 1-1 này là thường dùng trên là gì ạ, Instagram anh chị em nhé. Đó. Đó, thì mặc định nó là khung hình là gì ạ, tỷ lệ 1-1 tức là hình vuông, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể đưa nó sang hình định dạng ảnh hình ngang. Hình ngang thì nó có cái là gì ạ, 4-7 hoặc là 16-9. 16-9 là định dạng là gì ạ, là phim, định dạng là phim anh chị em, cái màn hình máy tính của mình ấy, cũng là định dạng là 16-9 nhá. Rồi phim ảnh các thứ nó định dạng là 16-9. Những cái bản in phổ biến ấy, thì nó định dạng là gì ạ, 5-4, đúng không ạ? Cái định dạng mà kiểu cái tờ A4 ấy, thì nó là định dạng kiểu 4-5, đúng không ạ? kiểu như vậy. Cái định dạng 7-4 này nó cũng gần giống định dạng tivi, cái tivi, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là điện thoại thông minh nhưng mà nằm ngang. Đấy, ngang dọc 4-7-7-4. Được chưa? Và thay đổi cái tỷ lệ khung hình này bằng cách là gì ạ? Sử dụng aspect thêm là giá trị và giá trị, hoặc là AR giá trị, được chưa? Ví dụ như là gạch gạch AR là gì ạ? Là 1-1 hoặc là gì ạ? 4-5. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là cái sự hỗn loạn là chaos. À. Chaos, cái sự hỗn loạn này nó là gì ạ? Nó ảnh hưởng đến mức độ đa dạng của cái bộ hình ảnh ban đầu. Cái giá trị mà chaos càng cao. Đấy, giá trị chaos càng cao thì nó gì ạ? Nó tạo ra hình ảnh càng gì ạ? Càng độc đáo, càng lạ, càng bất ngờ. Đấy. Giá trị chaos mà thấp thì nó sẽ gần với cái câu lệnh của mình hơn, đáng tin cậy hơn. Cái chaos này thì nó sẽ có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị mặc định là 0. Bây giờ Huy nói ví dụ nhé. Bây giờ vẫn là cái hình ảnh của cái Vịnh Hạ Long. Đâu rồi? Hình ảnh Vịnh Hạ Long. Đây. Hoặc là cô gái đi. Cô gái này nhá. Được chưa? Hình ảnh cô gái này nhá. Bây giờ mình cho chaos lên 100. Chaos 100. Thì xem điều gì sẽ xảy ra với cô gái này. Về cơ bản ấy, khi mà tăng chaos lên 100 thì nó sẽ tạo ra những cái biến thể, nó mang tính chất là độc đáo, sáng tạo, phá cách, và nó làm khác đi so với cả bình thường. Bình thường ấy thì mắt, môi, mũi, miệng nó phải như vậy, nhưng mà chaos 100 thì nó sẽ khác, nó sẽ tạo ra những cái thứ mà rất là bất ngờ và mình sẽ không tưởng tượng được, và mình sẽ thấy nó là gì ạ, nó là cái gì đấy, nó là sự sáng tạo. Ví dụ như là tóc dài nó biến thành tóc ngắn, tóc trắng thì nó sẽ tóc vàng đấy, nó kiểu vậy. Nói chung là nó sẽ hơi khác một tí nhé. Thì nhiều người đọc nó là chao, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là chaos. Chaos. Đấy, chao cũng được, anh chị em đọc là chao cũng được. Chao nó gọi là từ tiếng Việt. Đúng không ạ? Tiếng Anh nó là chaos.
nó là sự hỗn loạn, nói chung là nó làm khác đi, nó phá cách đi. Đấy, anh chị em đã nhìn thấy nó bắt đầu nó phá cách rồi đó, nó là có những cái thứ nó mang tính chất lạ lạ độc đáo rồi đúng không ạ? Rồi, xong rồi. Nhá, anh chị em nhìn này. Thấy chưa? Anh chị em thấy nó đã phá cách đi chưa? Này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Nó đã tạo ra những cái hình ảnh này. Anh chị em thấy không ạ? Nói chung là nó không giống gì so với cả cái hình ảnh ban đầu mà mình suy nghĩ ấy. Đấy, nó cho mẹ cái gì ạ? Cho mẹ cái mũ lên đầu khi mình có yêu cầu mũ đâu. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, áo giáp rồi các thứ nó đều phá đi. Nói chung là Chaos nó là phá đi những cái cách mà mình đang làm thông thường, thì nó gọi là phá cách. Chaos là phá cách, hiểu vậy. Rồi còn một cái thằng nữa là Styline nó lại phong cách thì nó lại hơi khác một tí anh chị em nhé. Thằng Styline nó hơi khác một tí. Ở đây nó có ví dụ khá là chi tiết này. Đây là các cái con chim chim nhưng mà lại gì ạ? Chim cú mà lại kết hợp với cả gì ạ? Với cả watermelon, tức là cái quả dưa hấu. Đấy, thì với các cái giá trị Chaos càng cao thì cái biến thể nó tạo ra nó càng gì ạ? Càng lạ, càng độc đáo, càng khác biệt. Đấy. Giá trị Chaos rất cao này thì nó tạo ra những cái hình như này. Đấy, hoặc là con chim nó đang bay như này. Đấy, lên cao lên này. Đấy. Rất cao, nó lên đến 100 đấy, thì nó đã tạo ra cái hình như này, tức là nó tạo ra cái biến thể mà nó khác so với lại bình thường đó. Đây là bình thường nó là như này, được chưa? Đó, nó càng lên cao thì nó càng gì ạ? Nó càng khác. Đây là giá trị 100 nhá, hay hơn 100 nhá. Đấy, còn đây là 50 này, đấy, còn đây là 0 này. Hình như vậy nhưng tưởng tượng cao hơn. Cái Styline nó lại khác anh chị em nhỉ. Cái Style khác mà Styline khác mà Chaos nó lại khác. Được chưa ạ? Chaos nó là phá cách. Nó làm cho cái hình ảnh nó mang tính chất độc đáo, bất ngờ. Được chưa ạ? Nó mang những cái thứ bất ngờ đến cho cái hình ảnh của bạn. Nhá. Còn Style lại khác, còn Styline lại khác nữa. Rồi tí nữa sẽ có đến cái phần đấy. Được chưa ạ? Đây. Ví dụ như là cái quả dứa pineapple. Quả dứa bình thường nó như này. Khi mà lên Chaos là gì ạ? 10 này, 20 này, 30, 40, 50, 60 này, 70 này, 80 này, 90 này, 100 này. Đấy, thì quả dứa nó gì ạ? Nó sẽ càng ngày nó càng độc lạ, nó khác đi. Đấy. Anh chị em ạ. Thấy không ạ? Càng ngày nó càng độc. Mình xem cái khung hình số 2 nhá. Khung hình số 2 nhá. Thì càng lên cao thì nó gì ạ? Nó càng khác nhau. Đấy, mình xem từng cái khung hình một này, hoặc là cái khung hình số 1 này. Khung hình số 1 này, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái biến thể mà nó không giống như cái biến thể bình thường. Đó. Ở đây là một cái hình ảnh về cái grid code. Đó, thì khi mà đưa nó lên càng cao thì nó càng biến đổi, nó khác đi. Đó. Ok không ạ? Nhá. Rồi, cái mà mình vừa mới nhắc đến nữa, đấy là thằng Styline này. Thằng Styline này thì nó khác thằng Chaos một chút. Đó là gì ạ? Nó là phong cách, nó là cách điệu. Nó cũng tạo ra sự biến thể, nó cũng tạo ra sự khác biệt. Nhưng mà nó vẫn gì ạ? Nó vẫn mang cái tính chất là nó vẫn thuần hơn. Đó, nó không có phá hoàn toàn. Nó vẫn chấp nhận được. Đó. Và nó vẫn tạo ra những cái biến thể khác. À, và với phiên bản 4 thì Styline của nó sẽ phạm vi từ 0 cho đến 100. Được nhỉ? Phiên bản 5 thì Huy thấy là nó cũng có vẻ nó giống phiên bản 4. Từ là 0 đến 100. Các cái Style thì nó cũng khá là cố định rồi. Tức là cái tham số nó khá là cố định rồi. Được nhỉ? Ví dụ ở đây mình cũng có thể thấy là dạ, Styline từ 50 này. Đấy, từ 100 này, 200 này. Cho đến là gì ạ? 750 này. Thì cái thằng này ấy, Styline mà càng thấp ấy, thì nó càng mang tính chất là nó gì ạ? Tả thực. Còn Styline càng cao ấy, thì nó càng mang tính chất là gì ạ? Nó sẽ không phải tả thực nữa, mà nó sẽ
gọi là thành các cái thể loại là hình vẽ này, rồi là thêm thắt cái này cái kia này. Đó, thì đấy là cái sự khác nhau của cái thằng style nhé. Ví dụ một số cái ví dụ đây này. Đây là cái quả táo, mới cho cái quả táo. Thế anh chị em nhìn cái quả táo số 2 nhé. Đó, thì khi mà lên cao ấy thì nó bắt đầu nó thêm các cái màu sắc. Đấy, lên các cái màu sắc này. Đấy, và tiếp tục lên nữa này thì nó lại gì ạ? Nó tạo thành styline, nó lên đến tầm 60.000 ở cái phiên bản trước nhá, cái phiên bản version 3 ấy, thì nó lên thành cái hình dạng gì ấy. Nó chẳng phải quả táo nữa, nó thành cái hình gì rồi. Đấy, hoặc quả chuối cũng thế. Khi mà lên đến đến tầng cao thì nó thành cái hình gì, nó không thành quả chuối nữa rồi. Đấy. Được chưa? Đó, ý nghĩa của thằng styline là như vậy. Được chưa? Ý nghĩa của nó như vậy. Nhưng mà theo Huy thấy là với các phiên bản sau này, các phiên bản 4 và phiên bản 5 ấy, thì styline này ấy, thì nó không mang nhiều cái ý nghĩa nữa, mà nó sẽ cái sự khác biệt giữa các cái thông số của thằng styline này nó không nhiều. Đấy, bây giờ chúng ta thử test nhé, thử test thằng styline này nhé. Rồi, bây giờ vẫn là cô gái này, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta chọn styline cho nó. Rồi, mặc định styline của nó là thấp. Bây giờ mình chọn lên là cao đi, mình chọn lên là style 1000 đi, S1000. Được chưa? Cái gạch S1000. Được chưa? Thì nó sẽ lên cái hình ảnh nó sẽ độc hơn. Còn nếu như mà mình để S là thấp, về cạnh S là 1 đi, thì nó sẽ lại khác. Đó. Rồi. Trong lúc đấy thì chúng ta có thể tìm thêm về cái quality là chất lượng. Với cái chất lượng ấy thì chúng ta sẽ thay đổi cái độ chi tiết của cái hình ảnh. Với cái quality càng cao thì hình ảnh nó càng sâu, nó càng gì ạ, nó sắc nét và nó càng đẹp hơn, chắc chắn là rồi. Còn cái quality mà thấp thì nó sẽ gì ạ, bớt sắc nét, bớt chiều sâu, bớt chi tiết đi. Được chưa ạ? Đấy, thì với cái phiên bản 4 thì chúng ta sẽ có cái chất lượng nó từ 0 cho đến là gì ạ? Cho đến 1. Đúng không ạ? À, từ 0 cho đến 2. Ừ. À, quality cao nhất đấy là gì ạ? Là 2. Đấy. Dạ. Cho nên là hầu hết là mình hay sử dụng cái quality là quality 2 ấy. Được chưa ạ? Đây, anh chị em nhìn thấy quality này, cạnh cạnh 2 này. Đấy. Đây, anh chị em nhìn nhá. Đây là cái thằng này là S1. S1 thì sao ạ? Cái thằng S1 này, anh chị em nhìn thằng S1 nhá. Thằng S1 ấy nó nhìn rất là giống so với cả cái ảnh ban đầu và giống như cái gì ạ? Giống như là cái mà mình mô tả. Cái thằng S1 ấy nó nhìn rất rất giống những cái gì mà mình mô tả. Đó là gì ạ? Tóc trắng này, ngang vai này, với đôi mắt tỏa phát sáng như kiểu neon này. Rồi là cái trang điểm, cái mắt đen này. Đó, môi thì đỏ hồng này. Đấy, được chưa ạ? Thì đấy là cái, nó tuân thủ đúng với cái hình ảnh, cái câu lệnh mà mình mô tả ra. Nhưng với cái thằng Starline lên 1000 ấy, thì anh chị em thấy không ạ? Là nó đã khác rồi. Cái mắt nó không phát sáng một cách gọi là quá là kinh khủng nữa. Được chưa ạ? Đấy, nhưng mà nó sẽ thêm cái mũ này. Rồi cái áo giáp của nó lại gì ạ? Nó lại phát sáng kiểu kiểu vậy. Cái áo giáp của nó lại gì ạ? Nó lại độc đáo hơn. Cái bên này thì cái áo giáp của nó rất là gì ạ? Rất là đơn giản nhá. Đấy, nhưng mà áo giáp của thằng trên này ấy, thì nó độc đáo hơn. Đó. Như vậy là gì ạ? Với mỗi một cái styline thì chúng ta đã ra được những cái phong cách khác nhau. Đấy ạ? Nó tạo ra những cái phong cách khác nhau. Và càng styline càng cao ấy thì nó càng rời xa cái câu lệnh của mình. Nó không bám sát vào câu lệnh của mình nữa. Còn style càng gần ấy thì nó càng bám sát câu lệnh. Câu lệnh của mình nhấn rất mạnh vào cái mắt.
là cái mắt nó phải phát sáng, nhưng mà thằng Starlight mà cao ấy, nó quên luôn cái mắt phát sáng của mình luôn, mà nó đưa phát sáng vào gì ạ, vào áo giáp. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, và như ý nói ấy, là những cái phiên bản 4, phiên bản 5 ấy, thì nó có những cái trật tự rất là gì ạ, khắt khe, cho nên người tạo ra auto đẹp. Nhưng mà gì ạ, nhưng mà cái Starlight thì nó lại không gì ạ, nó không thể hiện một cách rõ ràng, nó không thể hiện cách rõ ràng, đúng không ạ? Nên chúng ta nhìn thấy hai cô này thì cô nào cũng đẹp cả, đúng không ạ? Nhưng cô này ấy, nó thể hiện cái mắt phát sáng đúng như cái mình yêu cầu, còn cô này thì sao ạ, không đúng như mình yêu cầu. Được chưa anh chị em nhá? Đấy là cái về phần style nhá, quality nhá. Rồi sis hạt giống, như ý nói hôm trước ấy, đó là gì ạ, với mỗi một cái hình ảnh tạo ra thì nó có tới 4,3 tỷ cái gì ạ, cái biến thể khác nhau. Bây giờ chúng ta muốn nó thống nhất hoặc là muốn làm lại giống hệt cái biến thể đó thì thực sự rất khó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta có một cách. Đây Huy nói ví dụ như này. Bây giờ Huy sẽ tạo ra một cái hình ảnh giống y hệt cái hình ảnh cô này, giống y hệt hình ảnh cô này, được chưa? Thì ngoài cái việc mà mình đặt nhảy nhá, kể cả anh chị em đưa thêm Starlight vào nha, đưa thêm style vào nha, thì nó vẫn ra cái hình ảnh khác. Nhưng mà đưa sheet vào thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ra đúng luôn. Thế thì bây giờ câu hỏi này, làm thế nào để mình tìm ra được cái sheet của cái ảnh này? Thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là gì ạ? Là chúng ta vào trong cái gì ạ? Vào trong cái home này của mình này, vào cái trang chủ này. Được chưa ạ? Vào cái trang chủ này, xong nó vào cái bức ảnh mà mình tạo đã tạo ra, được chưa? Vào trong cái bức ảnh mình đã tạo ra này, được chưa? Mình nhấn copy này, ở đây nó có chữ sheet ở đây này, được chưa? Nhấn copy sheet này, thì là mình sẽ biết được cái sheet của nó đây này, cái số sheet đây này. Sheet nó là cái gì ạ? Nó là cái hạt giống ban đầu để con AI nó tưởng tượng ra cái hình ảnh, được chưa? Đấy, và nó định danh luôn. Đấy. Và đấy là lý do tại sao ấy, khi mà mình đưa vào một câu lệnh ấy, thì nó tạo ra 4,3 tỷ cái biến thể khác nhau. Vẫn là cô gái tóc trắng, mắt xanh như thế, nhưng mà gì ạ? Mỗi cô là một kiểu khác nhau, anh chị em sẽ thấy không ai giống ai cả. Đúng không ạ? Đấy là cái sự sáng tạo rất là mạnh của gì ạ? Của AI. Nhưng mà mình muốn giữ lại cái mặt của cô này. Đấy, và giữ lại đúng cái khuôn mặt như này, thì việc của mình đó là gì ạ? À, cái cách thứ hai để tìm cái sheet này như nào? Đó là chúng ta nhấn vào cái thêm biểu cảm đấy nhá. Nhấn vào đây này. Chúng ta đưa cái con chuột vào đây này, thêm biểu cảm này. Được chưa? Rồi, xong rồi ở đây chúng ta chọn là envelope. Được chưa? Thì nó sẽ ra hình cái thư này. Tức là mình bảo nó gì ạ? Mày gửi cho tao cái hình ảnh này qua gì ạ? Qua tin nhắn hoặc qua gì ạ? Messenger. Được chưa? Nhấn vào đây. Thì ngay lập tức nó sẽ gì ạ? Đấy. Nó sẽ gửi cho mình này, lên trên này. Đấy, nó gửi tin nhắn cho mình này. Đây, nó gửi tin nhắn riêng cho mình nhá. Con bot nó gửi tin nhắn riêng cho mình. Và trong tin nhắn đấy thì nó có job ID này, nó có câu lệnh này, và nó có gì ạ? Nó có sheet ở đây. Được chưa ạ? Lúc đầu chúng ta không nhìn thấy cái sheet của nó, đúng chưa ạ? Nếu mà mình không đưa sheet vào thì nó sẽ chọn một cái sheet ngẫu nhiên. Nhưng nếu như mà chúng ta có cái sheet này rồi nha, thì làm sao ạ? Thì bây giờ cái câu lệnh của mình, được chưa? Vẫn như thế này. Được chưa? Đấy. Vẫn như này. Thêm cái sheet vào. Dán cái sheet vào đây. Cái sheet của mình copy bên này được nha. Copy sheet vào đây nha. Dán cái sheet vào đây. Được chưa? Rồi, nhấn Enter. Rồi. Anh chị em sẽ ra nhìn thấy ấy, cái bức ảnh hoặc là cái bức hình con bot nó tạo ra ấy, nó sẽ giống y xì đúc, không khác một cái sợi lông, không khác một cái sợi tóc nào so với cái hình này. Được không ạ? Còn nếu như mà không có cái sheet này ấy, thì anh chị em có tạo ra 1 tỷ lần, 3 tỷ lần, 4 tỷ lần ấy, thì nó cũng ra hình khác, cũng lần nào ra giống cả. Đúng không ạ?
nó còn dính cái starline này, không biết là nó có bị dính cái starline không. Rồi rồi anh chị sẽ người cùng xem nhé. Đây cái ảnh trên này đây, bây giờ mình nhìn một cô thôi nhá, mình nhìn một cô thôi mình so cho nó dễ, nhìn bốn cô lại khó so. Bây giờ nhìn cô nào, cô số 1 nhé hay cô số 3, nhìn cô số 3 nhé, nhìn kỹ cô số 3 này được chưa ạ. Rồi bây giờ nó ra này, nhìn thấy giống không ạ, anh chị em nhìn thấy giống không ạ, giống không ạ? Đây là cái ảnh mới nhá, ảnh này ảnh mới này, đây là ảnh cũ này, đây là ảnh mới này, đây ảnh cũ này, thấy giống IC chưa? Đấy, cái chức năng của Sheet là như vậy đấy. Thế thì nếu mà mình muốn tạo ra những cái hình ảnh những cô gái giống nhau như này thì mình đưa vào cái Sheet ở phía sau, được chưa? Đưa vào cái Sheet ở phía sau nhá. Đấy thì ví dụ như này nhá. Rồi anh chị em để ý này, hai cái hình ảnh này giống hệt nhau đúng không ạ, và cái sheet của nó giống hệt nhau, cái sheet của nó giống hệt nhau đúng không ạ. Đấy cái sheet của nó giống hệt nhau. Thế thì bây giờ mình muốn tạo ra một cái cô gái như này nữa, được chưa ạ? Nhưng mà khác đi một tí thì thực tế nó lại ra cái người khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ là gì ạ? Beautiful princess long chỗ này mình sẽ thêm vào đây, đó là gì ạ? Full body đi. Full body. Full body. Đấy. Swatch hầu hầu Swatch. Đấy. Đấy cầm cái kiếm. Đấy. Cầm cái kiếm. Kiếm à, cái kiếm rồi nha. Mình vẫn để cái sheet như này nha, anh chị em thử xem nó có ra được đúng với cô này mà gì ạ, full body tức là gì ạ, là cả người mà lại cầm kiếm hay không nhé. Thì về cơ bản như này này, cái sheet ấy thì nó không giữ được 100% cái mặt của cô này đâu nhá. Cái sheet nó không phải giữ lại cái mặt của cô này đâu, nhưng mà ít nhất ấy, thì anh chị em sẽ thấy nó có cái sự giống giống. Để mà giữ lại mặt cô này mà có thể là full body cầm kiếm thì chúng ta sẽ phải dùng cách khác chứ không phải là dùng cách dùng sheet đâu. Tuy nhiên sheet vẫn rất quan trọng trong cái việc tạo ra cái hình nhân vật mang tính chất nó thống nhất nhá. Rồi anh chị em sẽ xem là cái hình mặt cô này nó sẽ không giống với cả cái mặt cô bên trên đâu, nhưng mà nó vẫn có những cái điểm tương đồng. Đấy, ví dụ như là mình copy cả cái câu lệnh này ấy, câu lệnh mà cố định này ấy, thì mình có thể đưa vào trong cái prefer, tức là gì ạ? Là cài đặt trước. Cài đặt trước, được chưa ạ? Rồi. Rồi. Anh chị em sẽ thấy có cái điểm tương đồng như này này. Nhìn nhá. Rồi. Đây này. Nhìn cái mặt cô đầu tiên này, anh chị em nhìn cái cô mặt cô đầu tiên nhá. Mặt cô đầu tiên này. Với mặt cô đầu tiên bên này này. Anh chị em vẫn thấy nó có sự tương đồng. Được chưa ạ? Có sự tương đồng. Đấy. Cái cô thứ hai này. Mặt cô thứ hai này. Với cái cô thứ hai này. Nó cũng có cái điểm giống giống. Đấy, thấy chưa? Cái cô thứ ba này, nó mang tính chất là hơi kiểu tiểu thư một chút, đúng chưa? Thì cái cô thứ ba này,
nó cũng kiểu kiểu như vậy, nó cũng kiểu nhẹ nhàng, nó cũng soft, nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nó không quá hầm hố. Đấy, cái cô thứ tư này là giáp, nó có vẻ là nó cũng hơi gọi là cầu kỳ đấy, và cũng hơi lạnh, mặt lạnh đấy. Thì cô thứ tư này nó cũng kiểu kiểu như vậy, nó hơi hơi hướng như vậy đấy, nhưng mà nó không giống hoàn toàn anh em, nó không phải đúng một người, nhìn nhìn mình phát hiện ra là không phải đúng một người, đúng không? Nhưng nó vẫn có một cái điểm chung nào đó đấy. Thì đấy là cái shit, nó sẽ giữ lại cái kiểu như là cái phong cách ấy. Nó sẽ giữ lại cái phong cách của những cái bức hình, cho nên là mình đưa thêm cái shit vào, cộng thêm cái gì ạ, cái hình ảnh của cái cô đấy, đấy chưa ạ. Ví dụ như là vẫn cái này nha, thì mình đưa thêm cái nữa, đó là gì ạ, đó là multipose. Đấy, multipose character. Đấy, thì mình sẽ đưa thêm vào một cái, đó là gì ạ, tạo ra nhiều cái hình nhân vật khác nhau của cô này. Tuy nhiên khi mình tạo ra nhiều nhân vật khác nhau của cô này ấy, thì mình sẽ phải chấp nhận một cái, đó là nó sẽ gì ạ, giảm cái mức độ chi tiết đi. Cô này sẽ không phải chụp một pose nữa, một cảnh nữa, mà có thể ra 2-3 cảnh, 2-3 người khác nhau, đúng không ạ? Đấy. Rồi, anh chị em chúng ta sẽ cùng xem. Nha. Rồi, trong lúc nó chờ thì chúng ta đi thêm một cái thằng nữa, đó là thằng stop. Vậy stop để làm gì ạ? À, chúng ta muốn tạo ra một cái lớp những cái hình mà theo cái quy trình mà nó tạo ra cái bức hình đó, tức là từ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, mình muốn nó dừng ở chỗ nào thì mình cho lệnh stop vào đấy. Đấy chưa ạ? Ví dụ như là cái stop 90 thì tức là gì ạ? Đến 90% nó dừng lại, nó không làm tiếp nữa, không làm đến 100% nữa. Đấy chưa ạ? Ví dụ stop 50%, 50, cái kẹt stop 50 thì làm sao ạ? Nó đến cái đoạn 50 là nó dừng. Được không ạ? Ok nhá. Thì cái này nó có ý nghĩa gì ạ? Nhà, khi mà mình muốn minh họa cho cái quy trình, cái quá trình để tạo ra bức ảnh ấy, đấy, thì mình sẽ tạo ra các cái bức ảnh với các cái mức độ dừng lại ở cái mức độ hoàn thiện khác nhau. Hoàn thiện 10%, 20%, 30% hay 40%. Là do tùy mình. Được chưa ạ? Khi mà upscale thì mình cũng có thể là gì ạ? Có thể dừng được. Nhưng mà với phiên bản 5 thì mình không thể dừng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có quá trình để upscale. 5 một phát ra nó là upscale luôn rồi. Cho nên là gì ạ? Là không có dừng được. Rồi. Với cái mà mình đưa vào là multipose thì nó sẽ ra là gì ạ? Nó sẽ ra người full nhưng mà nó lại không chi tiết. Được chưa ạ? Thứ nhất nó là không chi tiết. Thứ hai nữa thì nó sẽ ra cái chế độ là gì ạ? Là hoạt hình, hoạt họa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó thì nó hiểu rằng là gì ạ? Là mình muốn xây dựng cái nhân vật. Đấy, xây dựng cái nhân vật mà lại nhiều cái nhân vật lại full body mà lại cầm kiếm thì làm sao ạ? Thì nó sẽ ra cái thể loại mang tính chất hơi hơi manga, hơi anime, hơi cartoon, hơi hoạt họa một chút. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đó, vẫn là cái cô đấy thôi, nhưng mà thêm một cái gì ạ, multiple character một phát thì nó lại ra một cái thể loại khác luôn. Còn nếu như mà mình gì ạ, mình lại tiếp tục trở lại cái này, mình nói ví dụ nha, Huy chỉ thay đổi một cái shit ở đây thôi, 76 mình chuyển xuống 75, được chưa ạ? Bỏ cái multiple này đi nha, từ 76 giảm xuống một cái gì ạ, shit nó giảm từ 76 xuống 75 thôi nhá. Anh chị em sẽ thấy một cái điều rất là hay, rất thú vị ở đây. Ok, trong chờ lúc nó chờ nhá thì mình sang cái khác, đấy là cái thai. Thai là cái lợp ngói hay là gì ạ? Nó là nhân bản nhiều cái nó giống với nhau. Như vậy là gì ạ? Với cái form này, colorful tiger stripper. Đấy, sau đó là thai. Như vậy là gì ạ? Thai tức là mình sẽ gì ạ? Mình xếp lớp nhiều cái hình ảnh với nhau, mình xếp lên với nhau, nó tạo ra một cái gọi là giống như là cái
hình, hoa văn, họa tiết, hay là một tấm thảm, hay là một cái bức bức tường đấy, mình sơn cái hoa chẳng hạn, thì nó lập đi lập lại như cái lập ngói lên nhau ấy, những cái ngói nó lập lên nhau ấy, đấy, nó chồng lên nhau, nhưng mà nó giải đều ra đó. Thì cái này thì nó là nó cũng có những cái chức năng riêng của nó. Ví dụ mình thiết kế những cái thảm, hoặc là thiết kế những cái họa tiết mang tính chất là dài, mang chút bức tường chả nhá. Đó. Đấy, thì mình thiết kế những cái giấy dán tường này, rồi thảm trải tường này, thảm trải nhà này, thảm trải sàn này. Đấy, rồi rất nhiều những cái ứng dụng khác nữa của thằng Thai này anh chị em nhá. Đặc biệt là ở cái việc thiết kế giấy dán tường. Anh chị em thấy giấy dán tường nó phải lập đi lập lại đúng không ạ? Hoặc là giấy gói, gói bánh, gói quà ấy. Đấy, thì nó cũng sử dụng cái lệnh này anh chị em nhé. Rồi, anh chị em nhìn này, khi mà Huy chuyển cái sheet xuống một đơn vị thôi, chỉ chuyển sheet xuống một đơn vị thôi, thì anh chị em sẽ thấy là sao ạ? Nó đã tạo ra một cái hình ảnh làm sao ạ? Gần như là khác hoàn toàn so với cái hình ảnh này. Hình ảnh này sheet là gì ạ? 1654396. Còn thằng này là 1654975. Cái câu lệnh thì nguyên si không khác tí nào, nhưng mà sao ạ? Cái hình ảnh đã gì ạ? Khác hoàn toàn luôn. Hình ảnh khác hoàn toàn luôn. À, cái chỗ này là à, chỗ này có cầm kiếm đúng không? Chỗ này có cầm kiếm. Chỗ này có cầm kiếm. Nhưng mà sao ạ? Phong cách rồi mọi thứ đã khác. Đúng chưa ạ? Mọi thứ phong cách đều khác, đều thay đổi. Như vậy là gì ạ? Với mỗi một cái sheet thì chúng ta sẽ tạo ra một cái gì ạ? Một cái biến thể khác nhau hoàn toàn. Được chưa anh chị em? Nhá. Và khi mà chúng ta muốn tạo ra cái hình truyện tranh mà muốn thống nhất ấy, thì chúng ta phải đưa sheet vào ngay từ đầu. Nhưng mà đưa sheet không thì chưa đủ. Có nhiều người bảo là gì ạ? Đưa sheet vào là được, nhưng mà gì ạ? Là xin thưa là không được đâu. Chúng ta test rồi, chúng ta đã thấy rồi đúng không? Để mà đưa ra cái hình nhân vật mà nhất quán ấy thì chúng ta phải dùng một cách khác. Rồi, dùng cách đấy như thế nào thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có phần video. Video thì bây giờ không làm được nữa rồi. Video tức là gì ạ? Nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh động. Một cái hình ảnh động nó mô tả toàn bộ cái quá trình từ lúc mà hình thành cho đến từ lúc bắt đầu cho đến hình thành cái bức tranh, được chưa? Và để mà gọi cái video quá trình hình thành bức tranh này ra thì mình nhấn vào envelope, đó là nhấn vào gì ạ? Nhấn vào bức thư này. Đó, như là lúc nãy á. Được chưa? Chúng ta phải nhấn vào gì ạ? Cách video. Thêm cái video vào cuối. Được chưa? Sau đó thì chọn cái biểu tượng phong bì. Ví dụ như này. Nhưng mà bây giờ thì hình như là nó không được anh chị em nhé. Hình như là bây giờ nó không được, cho nên là mình cho vào cách video này. Đấy, đây này, cái version 5 này nó không có gì ạ, nó không còn video nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì video nó nặng quá, cho nên chật bộ nhớ, nó bỏ cái chức năng này đi anh chị em nhé. Rồi, về màu sắc, về các cái tham số nha, về tham số về màu sắc nha, về tham số về màu sắc thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Màu sắc thì nó có vô cùng nhiều các loại màu sắc khác nhau, và chúng ta chỉ cần thay đổi cái đơn vị màu sắc thôi, ngay lập tức mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Huy nói ví dụ như này, bây giờ mình sẽ đưa vào đấy một cái màu sắc, ví dụ như là cái lúc đấy nó đang để cái bronze tức là dạng là đồng, đây này, màu đồng này đấy, ở trên cái áo giáp. Bây giờ Huy sẽ thay đổi sang cái màu khác, rainbow. Huy sẽ thay đổi sang cái màu rainbow nhá, vẫn là y xì cái câu lệnh này nhá, nhưng mà ở đây không phải là bronze nữa mà là rainbow. À, lưu ý với anh chị em thêm một cái điều nữa này này, cái sheet ấy nó chỉ có tác dụng ấy khi nào ạ? Khi mà toàn bộ cái câu lệnh ở phía trước ấy nó phải giống y xì nhau, nó chỉ cần lệch đi một cái thôi ấy,
thì cái ship nó lại chẳng có tác dụng gì cả. Không phải là không có tác dụng, mà nó là gì ạ? Nó lại không giữ lại cho mình những cái hình ảnh đấy. Được không ạ? Không phải là bây giờ mình giữ lại cái ship xong rồi mình cho chữ rainbow vào thì nó sẽ ra những cái hình ảnh cô gái đấy, nhưng mà nó thay đổi cái màu sắc, không có đâu, nó lại ra cái hình ảnh khác, tức là nó thành câu lệnh khoang đó nhá. Thì đấy là cái mà anh chị em lưu ý, ship nó chỉ có tác dụng chính xác khi nào ạ? Khi câu lệnh phía trước nó chuẩn 100%, không sai một dấu chấm dấu phẩy nào hết, chứ còn nó chỉ cần lệch đi một tí thôi, mình bỏ chữ bronze là đồng đấy, thì mình đổi sang là gì ạ, sang là rainbow, thì ngay lập tức cái kết quả nó khác hoàn toàn. Mặc dù cái sheet mình vẫn để thế, sheet mình đang để là 75, đây đang là sheet để 75 đây, được chưa? Đây sheet 3975 đây, được chưa? Mình cũng để sheet 3975, tất cả mọi thứ nguyên si, chỉ thay đổi mỗi cái bronze này thành sang cái là gì ạ, rainbow, thì ngay lập tức là cái kết quả nó đã khác hoàn toàn, nó không giống tí nào so với cả cái trên này đó. Rồi bây giờ cái rainbow của mình đây là rainbow blade butter armor, như vậy là mình muốn cái gì ạ, cái áo giáp này nó nhiều màu sắc hơn đấy. Thì anh chị em thấy để ý chỗ này này, là chỗ này thì nó vẫn là áo giáp nhưng mà nó cho thêm các cái màu sắc vào đây này. Đây này anh chị em thấy không ạ, cái màu sắc nó được cho thêm vào này, nó nhiều màu sắc hơn này. Anh chị em thấy cái áo giáp này không ạ, nó đã cho thêm nhiều màu sắc hơn này. Đó đó anh chị ạ. Và có một cái điều vô cùng đặc biệt, đấy là vô cùng thú vị, đó là cái phiên bản 5 này ấy, thì các cái lỗi về tay ấy được sửa rất là nhiều. Các cái phiên bản trước ấy, nó rất nhiều cái lỗi về tay này, nhưng mà phiên bản 5 này thì là cái tay này nó đỡ hơn rất nhiều. Thằng này vẫn lỗi này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, chỗ này vẫn hơi lỗi một tí. Đấy, nhưng mà không ít người để ý, đúng chưa? Rồi nhá, tiếp tục này. Màu sắc nhiều lắm anh chị em. Rồi, ngoài ra thì nó còn cái gì ạ, cái thẩm mỹ. Thẩm mỹ là gì ạ? Nó là nghệ thuật. Và cái nghệ thuật này thì nó có vô cùng nhiều các biến thể khác nhau, anh chị em nhé. Vô cùng nhiều các biến thể khác nhau. Ở đây là gì ạ? Từ cái những cái biến thể như thế này, thì nó là dùng những từ tiếng Anh, mình dịch ra thì cũng không thể nào dịch được hết, cho nên là mình cứ phải mò thôi, đúng không ạ? Rồi, nó hơi bị chậm một tí anh chị em nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta thử làm ví dụ nhé. Chúng ta sẽ làm bài tập anh chị em nhé. Bây giờ Huy sẽ giao một cái bài tập cho anh chị em này. Huy sẽ mô tả cho anh chị em một cái hình ảnh, đúng không ạ? Sau đó anh chị em sẽ phải dựa vào những cái tham số để anh chị em làm bài tập. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng làm bài tập ạ? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng làm bài tập ạ? Nha. Bây giờ chúng ta hãy vẽ một bức tranh. Anh chị em làm bài tập, sau đó là mình sẽ đưa cái ảnh của mình nhá vào trong nhóm nhá. Được chưa ạ? Đây, thì sẽ mô tả cái bài tập của anh chị em lên cái phần này. Đó. Bài tập đó là một bức ảnh. Bức ảnh của một cô gái. Một cô gái xinh đẹp. Đấy ạ. Một cô gái xinh đẹp đang cưỡi ngựa. Được chưa ạ? Đang cưỡi ngựa với một cô gái xinh đẹp, tóc đỏ đấy, rồi tóc đỏ dài, được chưa ạ?
Rồi. Đang cưỡi một con ngựa màu trắng. Đấy ạ. Với chạy trên bãi biển. Đúng chưa? Với tòa lâu đài ở phía xa, ở phía sau lưng. Đấy. Rồi. 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 Đó. Bao nhiêu anh chị em là với những cái yêu cầu của Huy như này, và chúng ta tạo ra một cái bức ảnh, bức tranh thật là đẹp. Rồi. Cho anh chị em chưa quản lý bot được. Bạn muốn quản lý như nào? Bạn Kim Ngân muốn quản lý như nào? Huy sẽ cho anh chị em chúng ta đó là 5 phút để mà chúng ta tạo ra bức ảnh và gửi vào trong nhóm. Đúng không ạ? Kim Ngân muốn quản lý ảnh của mình, bot của mình như nào? Chị em có thể bật mic lên được rồi nhé. Dạ thưa thầy. Thầy ơi, em hôm trước em cũng học, em hiểu hết các cái câu lệnh ấy. Tuy nhiên thì vì em không có điều kiện để em ngồi em làm được. Hôm nay em mới chính thức em vào em làm. Thì cái phần em có đọc cái sách của thầy, cái chỗ phần mà quản lý cái con bot ấy thầy, tức là mình phải tạo cái vai trò rồi này kia để mình có thể vào những cái bức hình của mình ấy, nó nằm nguyên ở một cái tài khoản của mình ấy, của một cái server của mình ấy, nhưng mà em vẫn không làm được. Em đã làm theo hướng dẫn của thầy, nhưng mà khi mà em đặt câu lệnh ấy, thì nó không có ra như thầy đặt câu lệnh. Bây giờ mình em vào cái newbie ấy, thì được, và newbie để đặt lệnh thì được, nhưng mà vào cái quản lý bot của riêng mình thì không được. Rồi thì đây Huy hướng dẫn lại nha, Huy hướng dẫn lại cho anh chị em nha. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đấy nha, muốn đưa bot vào trong cái server của mình nha, thì dạ. Ví dụ như là bây giờ mình tạo một cái server mới này, nhấn vào thêm máy chủ này, được chưa? Mình dùng trên máy tính hay điện thoại? Mình dùng máy tính. Đây nhá, mình dùng trên máy tính nhỉ, thêm máy chủ nha. Mình nhấn tạo mẫu riêng nhá. Được chưa? Vâng. Đến chỗ này chưa? Dành cho tôi bạn bè này. Đến chỗ này em làm rồi. Rồi ok, nên em tạo này, được chưa? Dạ. Rồi sau khi tạo xong thì mình bấm vào đây nó không được đúng không? Dạ không. Mình bấm đây nó không được đúng không? Đúng rồi. Mà nó đang bị lỗi chỗ này đúng không? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, bởi vì là mình không có xem video ghim ở trên đầu nhóm. Video trên đầu nhóm mình xem hết thì nó sẽ có cái phần này này. Mình bấm vào máy chủ của Huy Nguyễn này. Bấm máy chủ trên cục này nhá. Thấy chưa? Mình nhấn... Thầy có tiếng Việt, thầy làm thế nào ra tiếng Việt hết được ạ? Tự động nó ra tiếng Việt thôi. Muốn ra tiếng Việt thì mình vào phần cài đặt người dùng này. Được chưa? Vào phần cài đặt người dùng nhá. Ở chỗ này nó có chữ là language này. Nếu mà tiếng Anh thì chỗ này nó có language này, ngôn ngữ này. Được chưa? Đấy, thì mình bấm vào chữ ngôn ngữ này, xong mình chọn là tiếng Anh này. Bây giờ nó đang ở tiếng Anh đúng không? Thì bây giờ mình kéo xuống mình chọn tiếng Việt thôi. Ok chưa? Rồi, chỗ này em biết rồi. Rồi, nha. Rồi, đến cái đoạn mà đâu rồi? Đến cái đoạn này nhá, mình thêm máy chủ này. Mình thêm thư mục app này. Nhớ chưa? Thêm có chữ nào có chữ app thì mình nhấn vào nhá. Được chưa? Nhấn vào xong ở chỗ này nhá, thì mình chọn cái gì ạ? Mình tìm là Meet này, nhấn Enter này. Thì nó sẽ ra Meet Johnny Bot này. Được chưa? Mình nhấn vào Meet Johnny Bot này. Được chưa? Cái này em không có ra được cái chỗ này thầy. Không ra được chỗ này bởi vì là mình không chịu bấm vào đây. Ở đâu ạ?
Đây, mình nhấn vào máy chủ này, nhấn vào thư mục app này. Nó nói chung là có chữ app, app này, đúng không? Mình phải có chữ app này này. Nãy này em thấy có đấy mà bây giờ em không thấy có nữa. Được chưa? Nhé. Chỉ cần tài khoản Discord là được, còn không cần phải đăng ký với cả gì ạ? Midjourney. Mình không Midjourney nó không cần đăng ký gì hết, tất cả là dùng tài khoản Discord thôi. Dùng vào tài khoản Discord là có thư mục app, sau đó là mình add con Mid vào đây. Thế là xong nhá. Thư mục app xong add cái con Midjourney hả? Đúng rồi, Midjourney này. Tìm kiếm là mình bấm vào Midjourney đi. Đúng rồi. Được chưa? Xong mình nhấn thêm máy chủ, thế là xong nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, anh chị em khác thì đã làm xong được cái chưa? Bao nhiêu anh chị em đã làm xong bài tập rồi? Gửi hình ảnh lên trên nhóm. Đấy chưa? Đấy. Chỗ này mình nhấn vào mình phê duyệt thế là xong thôi nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, nhấn phê duyệt thế là xong. Đấy. Ra đây, thế là bây giờ là mình đã có thể dùng câu lệnh image được rồi. Đấy, image prompt được rồi, được chưa? À, bây giờ mới có thầy. Ừ, bây giờ mới có, đúng rồi. Cảm ơn thầy. Ok, rồi. Rồi, anh chị em làm đến đâu rồi? Anh chị em làm bài tập đi. Chưa thấy ai nộp ảnh à? Nộp ở đâu vậy thầy? À, đây là nộp trong nhóm ấy, mình có ở trong nhóm nào thì nhóm Zalo hả thầy? Nhóm Zalo đấy. À. Ừ. Đấy, ui này. Anh Sang Huỳnh này, cái ảnh đẹp long lanh luôn này, anh chị em thấy không ạ? Cô gái tóc đỏ này, váy trắng này. Đấy. Đang đi ngựa, đang cưỡi con ngựa ở trên bãi biển, phía sau là tòa lâu đài, anh chị em mới phê chưa? Đẹp long lanh luôn. Ừ, cô gái xinh đẹp cưỡi ngựa đi trên bờ biển, phía sau là gì ạ? Là tòa lâu đài, cũng là chuẩn luôn. Rồi, chúc mừng anh Sang Huỳnh đã gọi là có bức ảnh đầu tiên.